Rồi, chào các chị này. Rồi, em chào mọi người nhá. Chia sẻ lên cho em đi nào mọi người này. Chị đang thấy em không ạ? Chấm lên tương tác cho em đi nào các chị ơi. Chia sẻ lên cho em là mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân này. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong những hộ. Hôm nay tiếp tục xả quần đồng giá 20k nhá. Rồi, tiếp tục xả quần hôm nay đồng giá 20k này các chị ơi này. Tương tác mạnh tay cho em nha. Chị nào thấy em không này? Thấy em thì cho em một nút chấm này. Chia sẻ lên cho em 2 lần lên trang cá nhân các chị yêu này. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong những hộ nhá. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ cho em này. Tương tác và đẩy được view cho em ạ. Chấm bài và chia sẻ lên cho em nha mọi người ơi. Rồi hôm nay xả quần đồng giá 20k các chị ơi. Áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài. Và hiện mình là người chia sẻ các chiêu này. Có đông đông một xíu thì em sẽ like luôn các chị ơi. Đồng giá 20k. Và chốt từ 5 sản phẩm đổ lên cho em nha. Từ 8 sản phẩm lộ từ 4 sản phẩm đổ lên cho em nha. Rồi đẩy mạnh lực view cho em đi nào các chị ơi. Tương tác mạnh tay cho em nào. Chị nào thấy em không ạ? Thấy em thì cho em một nút tương tác để em biết các chị yêu mình xem like nhá. Hôm nay là xả bữa cuối rồi. Không còn bữa nào nữa đâu các chị ơi. Xả bữa cuối cùng là hết hàng rồi nha. Xả bữa cuối các chị ơi. Tương tác mạnh tay cho em. Chị nào thấy em không ạ? Thấy em thì cho em một nút chấm này. Chấm và chia sẻ lên cho em 2 lần lên trang cá nhân nhá các chị nhá. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ cho em này. Và đẩy lực mạnh lực view cho em đi nào các chị ơi. Chia sẻ tương tác mạnh tay cho em này. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ. Hôm nay là xả đợt cuối rồi các chị ơi. Chứ còn mà hàng quần này không còn được đâu các chị ơi. Hôm nay là xả đợt cuối rồi nên là chị nào mà tranh thủ chốt ngày hôm nay các chị yêu này. Tương tác mạnh tay cho em nha mọi người ơi. Chỉ có 20k chỉ là trong mùa dịch này thôi các chị ơi. Chứ còn mà qua dịch không bao giờ có giá này đâu các chị yêu này. Tương tác mạnh tay à, nói chung là nhập về đã cũng không có giá này. Nói chi là ấy các chị yêu ơi. Tương tác mạnh tay và chia sẻ lượt view cho em đi nào các chị ơi. Tương tác mạnh tay này. Đẩy mạnh lượt view cho em nha. Mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ nào. Rồi vô đông đông một xíu thì em sẽ like luôn các chị ơi. Vô đông đông một xíu em like này. Rồi các chị vô đông đông một xíu em like này các chị ơi. Rồi đẩy mạnh lực view cho em nhá. Rồi la luôn các chị ơi, la luôn nhá. Rồi cái này dành cho chị nào cỡ tầm này. Dành cho chị nào tầm 45-50kg mặc vừa cho em các chị ơi. 45-50kg mặc vừa lên cho em A01 này. 45-50kg mặc vừa lên cho em A01 và kèm luôn số cho em nhá. 45-50kg mặc vừa lên cho em A01 này. A01 và kèm điện thoại luôn cho em 45-50kg mặc vừa các chị ơi. 45-50kg mặc vừa siêu đẹp như này. Quần đa phần là lưng cao hết các chị yêu nhá. Kết hợp cho em một cái áo thun hoặc là một cái áo thun hoặc là một cái áo sơ mi cực kỳ đẹp luôn cho em nha mọi người ơi. Lên cho em A01 con này dành cho chị nào tầm 45-50kg mặc vừa nhá. Cho 45-50kg mặc vừa lên cho em A01. A01 kèm luôn số các chị ơi, lên cho em A01 nhá. A01 và kèm điện thoại luôn cho em A01 nè. Rồi lên cho chị một con kiểu form rộng rộng cho em này, lưng mà lưng chun cho em nha các chị ơi. Dành cho chị nào từ 50-58kg mắc vừa, một con màu xanh đen siêu đẹp luôn các chị ơi. 50-58kg mắc vừa. Cái nào lưng chun thì em sẽ báo số cân số ký, còn cái nào mà lưng bản thì em sẽ báo số eo cho chính xác hơn các chị yêu này. Con này phía sau cho em là lưng chun các chị ơi, dễ mặc cực kỳ luôn cho em. 50-58kg mắc vừa các chị ơi. 50-58kg mắc vừa. Lên cho em A84 và kèm luôn số cho em nhá. 50-58kg mắc vừa. Lên cho em A84, chốt cho em A84 và kèm luôn số cho em ạ. Hôm nay xả vừa cuối các chị ơi, nhanh tay hốt liền nhá. Lên cho em A84 này, chốt cho em A84 kèm số điện thoại cho em các chị ơi. Lên cho em A84. A84 và kèm điện thoại cho em các chị ơi. Lên cho em A84 và kèm số cho em nhá. Lên cho em A84. Rồi, con này là lưng bản cho em này. Con này kiểu form dạng quần tây cho em mà lưng cực kỳ cao luôn các chị ơi. Con này dành cho eo của chị nào cỡ tầm 80-85 mặc vừa cho em. Eo 80-85 mặc vừa các chị ơi. Eo 80-85 mặc vừa. Hôm nay chị nào mà cuồng mấy cái quần như này các chị tranh thủ chốt đi này. Rồi siêu đẹp luôn cho em mà lưng cao qua hồn. Eo 80-85 mặc vừa. Eo 80-85 mặc vừa chị nào lấy comment A541 cho em nhá. Lên cho em A541 và kèm luôn số cho em mà eo chị nào cỡ tầm 85
Yêu chị nào 80-85 mặc vừa. Yêu 80-85 mặc vừa. A541 cho em nhá. Lên cho em A541 và kèm nu số cho em các chị này. Lên cho em A541 nhá. A541 và kèm nu số cho em ạ. Yêu 80-85 mặc vừa. A541 nha các chị ơi. Lên cho em A541 này. Chị nào thấy em không ạ? Thầy em thì cho em một nút chấm với các chị yêu ơi. Rồi lên cho chị một con kiểu dạng da cá cho em này các chị này. Cho em cho chị nào từ 50-55 kg mặc vừa. 50-55 kg mặc vừa, con này mang cực kỳ mát luôn, cho em A137. 50-55 kg mặc vừa, lên cho em A137 các chị ơi. 50-55 kg mặc vừa. Rồi, lên cho em A137 này. Đúng rồi, quần si chị Ngọc Lệ ơi mà có giá này nha, chứ còn mà hàng lưu không bao giờ có này. Hàng si quần Nhật nha chị ơi. A137 em đảm bảo với các chị độ mới trên 90% đổ lên các chị yêu này. Lên cho em A137, 50-55 kg mặc vừa. 50-55 kg mặc vừa. A137 kèm lô số các chị ơi. Lên cho em A137 này, 50-55 kg mặc vừa. A137 cho em A137, 50-55 kg mặc vừa. A137 các chị ơi, lên cho em A137 kèm số cho em nha. A137 kèm số ạ. Cho chị em A137 ạ. Rồi lên cho chị một con size to này các chị này. Yêu chị nào 85-90 mặc vừa cho em con này các chị ơi. Yêu 85-90 mặc vừa A502. Yêu 85-90 mặc vừa. Yêu 85-90 mặc vừa, lên cho em A502. Yêu 85-90 mặc vừa A502 kèm số cho em A502. Yêu 85-90 mặc vừa A502. Cho chị em A502, A502 kèm số nha mọi người ơi. Lên cho em A502 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi con này size to cho em này các chị ơi. Chị nào thấy em không? Cho em một nút chấm tương tác với này các chị ơi. Chị em không thấy, chả thấy chị nào comment gì luôn này. Yêu chị nào 85-90 mặc vừa các chị ơi. Đa phần là lưng cao qua rồi cho em. Yêu 85-90 mặc vừa. Yêu 85-90 mặc vừa, chị nào lấy comment A528 cho em ạ. A528 này. Yêu 85-90 là mặc vừa cho em các chị ơi. Yêu 85-90 là mặc vừa. Yêu 85-90 mặc vừa. A528 cho em ạ. A528. Yêu 85-90 mặc vừa. A528 cho em các chị ơi. Lên cho em A528 nha mọi người nhá. A528 đấy. Cho chị em A528 á. Chấm mày với cho em nào nào mọi người ơi. Rồi lên cho chị một con siêu co giãn đấy các chị này. Con này co giãn mang cực kỳ thoải mái luôn cho em này. Form lại đẹp nữa các chị ơi. Dành cho chị nào cỡ tầm 55-60 kg mặc vừa cho em các chị ơi. 55-60 kg mặc vừa. Con này co giãn được các chị ơi. 55-60 kg mặc vừa và lưng cao cho em nữa đấy. A229 kèm luôn số các chị ơi. A229 kèm điện thoại cho em à. Lên cho em A229 luôn các chị ơi. Tích quần nữa hả? Lên cho em A229 kèm luôn số cho em ạ. Dành cho chị nào cỡ tầm này 50 này. Dành cho chị nào cỡ tầm 50-58 kg mặc vừa. A229 kèm luôn số cho em các chị ơi. A229 đấy. Lên cho em A229 kèm luôn số các chị ơi. Lên cho em A229 đấy. A229 và kèm số cho em các chị ơi. A229 đấy. Rồi lên cho chị một con quần xám đấy mọi người ơi. Lên cho các chị một con quần xám đấy. Con này là quần kiểu dạng ống đứng cho em các chị ơi. Kiểu dạng ống đứng cho em à. Xanh eo của chị nào cỡ tầm này. Yêu chị nào 80-85 mặc vừa các chị ơi. Yêu 80-85 mặc vừa. Lên cho em xám các chị yêu này. Yêu 80-85 mặc vừa, lên cho em xám đấy. Yêu 80 có thì em sẽ lên chị ơi, có thì em sẽ lên nhá. Yêu 80-85 mặc vừa, chị nào lấy con này chốt chim ở sàn nhá mọi người. Yêu 80-85 mặc vừa, con này kiểu dạng ống đứng cho em. Yêu 80-85 mặc vừa, lên cho em ở sàn á. Yêu 80-85 mặc vừa, lên cho em ở sàn các chị ơi, chốt chim ở sàn nhá. Sàn và kèm đu số cho em ạ. Lên cho chị một con size to này các chị ơi. Lên cho chị một con size to này. Cái này quá là đẹp luôn cho em này, chị nào thích kiểu form là form rộng rộng này các chị này. Dành cho chị nào tầm 60-70 kg ok cho em, tại vì cái con này phần phía trước là lưng bản như này nhưng mà phần phía sau là lưng chun dễ mặc nhá. 60-70 kg mang vừa cho em luôn. 60-70 kg mặc vừa A593. 60-70 kg mặc vừa A593 kèm luôn số cho em ạ. 60-70 kg mặc vừa A593 các chị ơi, lên cho em A593 nhá. A593 kèm điện thoại cho em ạ. A593 A593 các chị ơi, lên cho em A593 kèm số cho em A593. Rồi con này kiểu dạng chín tấc cho em này các chị ơi, một con chín tấc siêu đẹp nhá. Một con chín tấc này các chị này. Dành cho chị nào từ 50-60 kg này, phần phía trước cho em lưng bản nhưng mà phần phía sau là lưng chun. 50-60 kg mặc vừa các chị này. Rồi 50-60 kg mặc vừa A535. 50-60 kg mặc vừa A535 này. Rồi 50-60 kg mặc vừa A535. A535 cứ theo dõi like đi chị ơi. A535 kèm luôn số cho em ạ. Như con này kiểu dạng Becky này chị này. A535 xem cho chị nào cỡ tầm 50-60 kg mặc vừa nhá. A535 phần phía sau cho em lưng chun dễ mặc nhá.
A535 và kèm luôn số các chị ơi. A535. Đây cho chị một con cuộn tay này. Màu này là màu xanh đen cho em các chị ơi, kiểu dạng chính tắc cho em này. Dành cho yêu của chị nào 75-80 mặc vừa cho em ạ. Cho em 75-80 mặc vừa. A535 cho chị Phạm Hoài Thu. Em chị nào có tầm 70-75 thôi, em 70-75 mặc vừa. Em 70-75 mặc vừa. A584. Em 70-75 mặc vừa. A584 này chốt cho em A584 nhá. Em 70-75 mặc vừa. A584. Em 70-75 mặc vừa lên cho em A584. Chốt cho em A584. A584 kèm luôn số các chị ơi, lên cho em A584 ạ. A584 kèm điện thoại cho em ạ. A584. Rồi lên cho chị trắng này. Trắng này là lưng cao qua rồn cho em các chị ơi, lên cho em ạ trắng này. Eo 75-80 mặc vừa cho em các chị ơi, eo 75-80 mặc vừa. Eo 75-80 mặc vừa, chị nào lấy con này chốt cho em ạ trắng. Eo 75-80 là mặc vừa, lên cho em ạ trắng kèm luôn số các chị ơi. Eo 75-80 mặc vừa, chị nào lấy con này chốt cho em ạ trắng ạ. Eo 75-80 là mặc vừa, lên cho em ạ trắng các chị ơi. Eo 75-80 mặc vừa, trắng và kèm luôn số cho em ạ trắng ạ. Eo 75-80 mặc vừa, trắng và kèm luôn số cho em này. Chấm mai lên cho em với nào các chị ơi, chấm mai cho em với nào. Rồi con này size to cho em này các chị ơi. Dành cho chị nào 60-65kg mặc vừa cho em, các chị này size to mặc vừa. 60-65kg mặc vừa cho em mọi người này. 60-65kg mặc vừa, con này kiểu dạng beo beo các chị này. Beo beo mà lưng thun cho em này, kiểu dạng vải thun cho em. Lên cho em A506 dành cho chị nào cỡ tâm 60-65kg mặc vừa, 55-65kg ok cho em ạ, tại vì lưng chun nhá. A506 cho em ạ, A506 đấy. Chốt cho em ạ A506 các chị ơi, A506 nhá. A506 á. Lên cho em ạ A506 kèm luôn số cho em ạ A506 nhá. Rồi lên cho chị này. Con này dành cho em của chị nào cỡ tầm 778 đấy. Alo, em chị nào 6872. Em 6872 mặc vừa. Em 6872 mặc vừa. Em 6872 mặc vừa. Lên cho em ạ A511, chốt cho em A511 nhá. Lên cho em ạ A511. A511 các chị ơi, lên cho em A511 này. Chấm mai cho em với này các chị ơi, hơn 50 mấy chị đang xem này. Cho em một nút chấm với các chị ơi. A511 nhá, lên cho em A511. A511 kèm luôn số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con ống lọc này các chị ơi, lên cho chị một con ống lọc siêu đẹp nhá. 50-65kg rồi ok cho em ạ. 50-65kg mặc vừa, mang cực kỳ thoải mái luôn cho em. 55-65kg mặc vừa, A509 cho em ạ, A509 đấy. 55-65kg mặc vừa, lên cho em A509 các chị ơi. 55-65kg mặc vừa, A509 đấy. A509 các chị ơi, lên cho em A509 đấy. A509 nhá mọi người. A509 nhá. A509. Không. Cái chị thích cái gì ta? Cái chị thích lai áo ngực hay là lai quần? Cái mà áo ngực tầm sao nó sắp tư không hả? Sai rồi. Rồi đây caro kiểu dạng giả váy cho em này các chị ơi. 509 Phạm Hoài Thu, đây caro, đây chị Phạm Hoài Thu ơi, lên cho em ạ caro nhé. Rồi cái này dành cho cái chị nào có tầm eo 70-75 mặc vừa cho em ạ. Eo 70-75 là mặc vừa, nhìn xa xa như một cái chân váy các chị yêu này. Nhưng mà trời ơi quá là đẹp luôn, chị nào thích kiểu quần giả váy cho em này. Rồi eo chị nào có tầm 70-75 mặc vừa. Eo 70-75 mặc vừa nhá, lên cho em ạ caro. Eo 70 là 75 mặc vừa, lên cho em ạ caro. Eo 70-75 mặc vừa. Caro 509 em hết rồi nhá. Lên cho em ạ caro, lên cho em ạ caro và kèm luôn số cho em. 509 em hết rồi nha các chị ơi. Em còn mã caro, chị nào lấy comment cho em caro. Rồi con này dành cho chị nào 50-58kg mặc vừa, lưng cao chưa ạ? 50-58kg mặc vừa, 50-58kg mặc vừa, lên cho em A39 cho em. 50-58kg mặc vừa, lên cho em A39 ạ. 50-58kg mặc vừa, lên cho em A39 này. Lên cho em A39 kèm luôn số các chị ơi, lên cho em A39 ạ. Rồi con này kiểu form kiểu dạng bikini cho em này các chị ơi. Dành cho chị nào từ 50-60kg rồi ok cho em lưng chun. 50-60kg mặc vừa luôn, 50-60kg mặc đẹp. A227 kèm luôn số cho em ạ, 50-60kg mặc vừa, A227 cho em. 50-60kg mặc vừa, A227 các chị ơi. 50-60kg mặc vừa, A227 cho em ạ. 50-60kg mặc vừa, A227 cho em các chị ơi, lên cho em A227 này. Rồi cái này kiểu phần bản cho em là kiểu phần bản béo cho em này. Kiểu béo mà da chan nha mọi người nhá. Dành cho chị nào từ 55-60kg mặc vừa. 55-60kg mặc vừa lên cho em ạ beo. 55-60kg mặc vừa. Chấm mai lên cho em đi các chị ơi. Rồi lên cho em ạ beo nha mọi người. Từ dành cho chị nào tầm 55. 55-60kg mặc vừa. 55-60kg mặc vừa lên cho em ạ beo. 55-60kg mặc vừa beo. Rồi lên cho em ạ beo nha mọi người. 55-60kg là mặc vừa beo.
Beo tiền điện thoại trên các chiếu lên trên mạng Beo. Lên trên mạng Beo, Beo và kiếm vô số các chiếu lên trên mạng Beo ạ. Beo. Rồi lên cho chị một con quần tập này các chị ơi, chị nào mà hay đi tập thì hốt liền con này cho em này. À, sập đi em, nãy lên sập rồi đó chị này. Chị nào mà hay đi tập thì hốt liền con này cho em nha. Không thì mặc tóc ở nhà, mùa dịch thì mặc tập ở nhà cũng được này. Các lô Việt Hà Trần, cho đủ đơn như chị Việt Hà Trần nha. Rồi 50-55 ký mặc vừa, một con quần tập siêu đẹp nha các chị ơi, 50-55 ký mặc vừa. Rồi 50-55 ký mặc vừa lên trên mạng A97. 50-55 ký là mặc vừa, lên trên mạng A97 cho em này. 50-55 ký mặc vừa, lên trên mạng A97 kèm lưu số trên mạng A97 nhá. 50-55 ký mặc vừa, chốt trên mạng A97 này. 50-55 ký mặc vừa, lên trên mạng A97 nhá. A97 và kèm lưu số trên mạng A97 ạ. A97 các chị ơi, A97 cho em. Rồi con này free size này, free size các chị ơi này. Con này là lưng chun với em ạ, à. Free size nha mọi người, bao nhiêu ký mặc cũng ok hết cho em nhá. Rồi free size nha mọi người, lên trên mạng A02. Free size chốt trên mạng A02, kèm luôn số trên mạng free size chốt trên mạng A02 nhá. A02 kèm luôn số các chị ơi. Lên trên mạng A02 free size này, A02 nhá. Rồi free size lên trên mạng A02. A02 kèm luôn số trên mạng free size chốt trên mạng A02. Free size A02. Free size A02 này. Rồi lên cho chị một con lưng cao mà size nhỏ mấy cái chó. A02 chốt hàng lên số cho em đi ạ. Rồi lên cho chị một con size nhỏ, con này là size S cho em này. Chị nào mà size nhỏ thì hốt liền con này cho em rồi ok. Chị Trần Thị Kim Hoa này, Kim Hoa này cho đủ đơn cho em nha chị ơi. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm này 40-48 ký mang vừa cho em các chị ơi. 40-48 ký mặc vừa size nhỏ cho em các chị này. Rồi dành cho chị nào tầm 40-48 ký mặc vừa size S cho em nha. Lên trên mạng A568. Lên trên mạng A568 nha mọi người, A568 này. Lên trên mạng A568 nó bạn em mặc cái bên tai nó kìa. Lên trên mạng A568 nhá, A568. Ui. A568 cho trên mạng A568. A568 nha mọi người ơi, con này size nhỏ trên mạng A568. A568 nha các chị ơi, lên trên mạng A568 ạ. Chốt hàng ngủ đơn giúp em nha mọi người ơi. Mọi người 568 chị Cẩm Trang Tôn. Chốt cho em từ 4 con đổ lên em gửi hàng các chị yêu nhá. Một con không gửi, hai con không gửi các chị yêu ơi. Từ 4 con đổ lên cho em. Lên cho chị một con xám đấy, con này free size nha mọi người. 50kg đổ lên là mặc vừa, 568 em hết rồi nhá. Rồi 50kg đổ lên là mặc vừa, 50kg đổ lên là mặc vừa, lên cho em mà A536 cho em. Lên cho em mà A536 nha mọi người ơi. Lên cho em mà A536 này. Xanh cho chị nào từ 50, từ 45, 48, 45kg đổ lên là mặc vừa, 45kg đổ lên mặc vừa, A536 cho em con này nha. A536 phải cực kỳ mát luôn cho em ạ, A536 ạ. A536 các chị ơi, lên cho em ạ, A536 ạ. A536 kèm luôn số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con size to này các chị này. Lên cho chị một con size to này. Lên cho chị một con size to này. Cái này lưng cực kỳ to luôn cho em nha mọi người. Em chị nào 90-95 mặc vừa nhá. Em chị nào 90-95 mặc vừa, chị nào mà size to thì hốt liền. Em 90-95 mặc vừa A504. Em 90-95 mặc vừa A504 kèm luôn số cho em. Em 90-95 mặc vừa A504 nhá. 568 em hết rồi nhá. Đây cho em A504 nha mọi người. A504 và kèm luôn số cho em ạ. Eo của chị nào của tầm 85 à 95-90-95 A504. Rồi con này lưng chun cho em dễ mặc, cái chị ơi size to, dễ mặc này. 55-65 ký mặc vừa lưng chun. 55-65 ký mặc vừa lên trên mạng A72. 55-65 ký mặc vừa lên trên mạng A72. 55-65 ký mặc vừa lên trên mạng A72 này. 55-65 ký mặc vừa lên trên mạng A72. 55-65 ký mặc vừa lên trên mạng A72 nha các chị ơi, cho trên mạng A72. 536 chị Hương Khánh Huyền cái cổ này. Rồi con này dành cho chị nào của tầm từ 45-55 ký mặc vừa. À, lên số đi chị Hương Khánh Huyền ơi, lên lại số cho em đi ạ. Và cho đủ đơn luôn cho em nha. Dành cho chị nào cỡ tầm 45-55 ký mặc vừa rồi ok chị đẹp này. Các chị chốt cho em từ 4 chiếc đổ lên em gửi hàng nha mọi người nhá. Áo ngực á hả? Áo ngực thì bây giờ nói chung là còn ít size lẻ thôi chị ơi. Rồi con này dành cho chị nào từ 45 này, 45-55 ký mặc vừa. Lên cho em ạ, sọc cái chơi 45-55 ký mặc vừa sọc nha. 45-55 ký mặc vừa, lên cho em ạ sọc. 45-55 ký mặc vừa, lên cho em ạ, sập. Sập cho em ạ. Rồi, cái này 50-60 ký mặc vừa các chị ơi, 50-60 ký mặc vừa. 50-60 ký mặc vừa. A231 cho em ạ, 50-60 ký mặc vừa. A231 nhá. 50-60 ký là mặc vừa.
50 60 kg mặc vừa nhá. Rồi 50 từ 60 kg mặc vừa lên cho em A231. 50 từ 60 kg mặc vừa A231 cái chị ơi, lên cho em A231. A231. A231 chốt đủ đơn trên của một like không rồi đơn này và like khác các chị nhá. Rồi lên cho chị một con quần leggy con này size nhỏ cho em mà size bé mặc vừa các chị ơi. Này bị lỗi đó. 231 cho chị Phạm Hoài Thu, 231 chủ Phạm Hoài Thu. Rồi lên cho chị một con đẹp này các chị ơi. 50 này, 50 tới 55 kg mặc vừa cho em các chị ơi. 50 tới 55 kg mặc vừa. Rồi 50 tới 55 kg mặc vừa nha. Lên cho em A125. 50 tới 55 kg mặc vừa con này lưng chun. 50 tới 55 kg mặc vừa, lên cho em A125 này. A125 kèm luôn số các chị ơi, lên cho em A125. A125 dành cho chị nào từ 50 tới 55 kg mặc vừa. A125. A125 các chị ơi, lên cho em A125. Cho chị em A125. A125 kèm điện thoại cho em A125. Rồi dành cho chị nào 50 tới 55 kg mặc vừa. 50 tới 55 kg mặc vừa các chị ơi, 50 tới 55 kg mặc vừa. 50 55 kg mặc vừa A577. 50 tới 55 kg mặc vừa A577 cho em. 50 tới 55 kg mặc vừa A577 nhá. A25 chốt hàng lên số cho em với chị ơi. A25 chốt hàng lên số cho em đi mọi người. A25 chốt hàng lên số cho em nha. Xanh cho eo của chị nào cỡ tầm 75-80 mặc vừa. Một con xanh đen E75-80 mặc vừa. E75-80 mặc vừa cho em mọi người ơi. E75-80 mặc vừa. A206 E75-80 mặc vừa. A206 này E75-80 mặc vừa. A206 cái chơi A206 á. Cho đủ đơn cho em nha cái chơi. Đơn 4 chiếc em ơi, em mới gửi hàng đó chị ơi này. Một con hai con không khử nha. Eo của chị nào 80-85 mặc vừa lên cho em mã hồng con này nhá. E80-85 mặc vừa. E80-85 mặc vừa lên trên mã hồng. E80-85 là mặc vừa lên trên mã hồng nhá. Ai điện trường là ai điện rồi đã hàng và đi rồi chị nhá. Dành cho chị nào có tầm E75-80 mặc vừa cho em. E75-80 mặc vừa các chị ơi. E75-80 mặc vừa A407. E75-80 mặc vừa A407 cho em. E75-80 mặc vừa A407. E75-80 mặc vừa A407 cái chó lên cho em A407 kèm số cho em A407 nhá. A407. Rồi lên cho chị một con vải cực kỳ mát luôn cho em cái chị này. Dành cho chị nào từ 50 tới 55 kg mặc vừa cho em ạ. Cho 50 tới 55 kg mặc vừa các chị ơi, lên cho em A556. 50 tới 55 kg mặc vừa lên cho em A556 cho em này. Cho 50 tới 55 kg mặc vừa. A556 kèm luôn số cho em ạ, 50 tới 55 kg mặc vừa. A556 cái chị ơi, A556 cho em ạ. 50 tới 55 kg mặc vừa, A556 cho em ạ. A556 cái chị gái ơi, chốt cho em A556 nhá. Eo chị nào cỡ tầm này 75-80 mặc vừa lưng chun. E75-80 mặc vừa các chị ơi, E75-80 mặc vừa. E75-80 mặc vừa lên cho em A559. E75-80 mặc vừa, A559 cho em ạ. E75-80 mặc vừa. 80 mặc vừa. A559 các chị ơi, A559. E75-80 mặc vừa, A559 cho em. Cho em A559. Rồi lên cho chị một con lưng cao này. Lên cho chị một con lưng cao. Rồi, eo chị nào 70-75 mặc vừa. Rồi 556 chị cẩm trang tôn, 556 chị cẩm trang tôn. Eo chị nào 75-80, eo chị nào 75-70-75. Eo 70-75 mặc vừa lên cho em A11. Eo 70-75 mặc vừa lên cho em A11. Eo 70-75 mặc vừa lên cho em A11 các chị ơi. Eo 70-75 mặc vừa lên cho em A11 này. Eo 70-75 mặc vừa lên cho em A11 các chị ơi. Chốt cho em A11 nhá. A11 kèm số cho em ạ. Rồi con này như kiểu dạng yếm đấy các chị này. Chị nào mà không thích cái dây thì các chị về cắt ra cho em cũng được luôn. 40 tới 50 kg mặc vừa lên cho em ạ yếm này. 40 tới 50 kg mặc vừa lên cho em ạ yếm cho em. 40 tới 50 kg mặc vừa lên cho em ạ yếm đồng giá các chị ơi. Lên cho em ạ yếm nhá. Mặc yếm kèm nu số cho em ạ. Lên cho em ạ yếm các chị ơi. Chốt cho em ạ yếm. Yếm. Yếm cho em. Rồi con này dành cho eo của chị nào cỡ tầm này 6872 mặc vừa. Eo 6872 mặc vừa cho em các chị ơi. Eo 6872 mặc vừa A503. Eo 6872 mặc vừa A503. Eo 6872 mặc vừa. Eo 6872 mặc vừa A503 các chị ơi. Eo 6872 mặc vừa A503 chốt cho em A503. Eo 6872 mặc vừa A503. Eo
L872 mặt vuông A503. Len trên mặt A503, chốt trên mặt A503. A503. Rồi con này dành cho chị nào từ 50-60kg mặt vuông luôn cho em các chị ơi. 50-60kg mặt vuông này, 50-60kg mặt vuông. 50-60kg mặt vuông lên cho em A266. 50-60kg mặt vuông A266 cho em ạ, A266 này. Rồi, 50-60kg mặt vuông A266 cho em ạ. Rồi, A266 các chị ơi, tại vì bây giờ các chị biết sao không? Quần ống rộng thì bây giờ em sell thì cũng hết, nói chung là cũng hết hàng ống rộng rồi. Nên là em bóc được con nào thì em sẽ lên, chứ còn mà bây giờ nó ít đồ các chị ơi, còn một hai cái nó lọt vô trong này thôi. Rồi con này A266 nha mọi người, A266 cho em ạ. 50-60kg mặc vừa, A266 mang cực kỳ thoải mái luôn các chị này. A266 503 cẩm trang tôn. 503 cẩm trang tôn. A266 cho em ạ, A266 ạ. A266 các chị ơi, dáng chốt đủ đơn đi các chị ơi. A266. Rồi, form lưng cao này các chị này, form lưng cao. Rồi, form lưng cao này các chị này. Đây, quá là đẹp luôn các chị ơi. Dành cho chị nào từ 50-55kg mặc vừa. 50-55kg mặc vừa lên trên mặt rêu. 50-55kg mặc vừa nha. Rồi, 50-55kg mặc vừa lên trên mặt rêu. 50-55kg mặc vừa lên trên mặt rêu. 50-55kg mặc vừa lên trên mặt rêu này. 50-55kg mặc vừa rêu nha mọi người ơi, rêu. 50-55kg mặc vừa rêu. Rêu. 50-55kg mặc vừa rêu. Rồi lên cho chị một con đẹp này các chị ơi. Dành eo của chị nào có tầm 85-90 mặc vừa cho em ạ. Eo 85-90 mặc vừa size to này. Eo 85-90 mặc vừa A514. Eo 85-90 mặc vừa A514. Eo 85-90 mặc vừa A514 cho em ạ. A514. 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 Các chị không thích quần xả ngực các chị ơi. Xả ngực nhá. Trời ơi, xỏ cái quần thôi mà. Thở lên. Thở không nổi. Rồi còn ít ngực xả ngực này các chị ơi. Bao nhiêu đây? Không thấy. Bị ẩn đây. Rồi đây, thấy rồi, thấy rồi. Rồi. Xả ngực này, xả ngực 30k thôi các chị ơi. 29. Rồi. Chốt reo thì lên số đi chị ơi, chốt reo thì lên số cho em đi nè. Rồi, xả ngực đấy các chị ơi, xả ngực đây, xả ngực đây. Nói chung vào khoảng trăm cái thôi, còn nhiều đâu. Còn ít à? Vài chục cái. Nói chung áo ngực giờ còn ít thôi, nên là xả cho hết này. Sabatư mặc vừa các chị ơi, Sabatư mặc vừa 3 phân. Sabatư mặc vừa 3 phân. Sabatư men vừa 3 phân mặc xanh. Sabatư mặc vừa 3 phân, chốt cho em mặc xanh này. Sabatư mặc vừa 3 phân lên trên mặt xanh các chị ơi. Sabatư mặc vừa 3 phân. Các chị ơi, áo ngực này không bao giờ có cái dáng này đâu. Lên trên mặt xanh, hàng là hàng xuất Nhật cho mọi người, còn nguyên tam mạch như này các chị yêu ơi. Lên trên mặt xanh Sabatư mặc vừa lên trên mặt xanh này. Rồi cái này cũng Sabatư mặc vừa luôn cho em các chị ơi, một con bra hồng nhá, Sabatư mặc vừa 2 phân. Đa phần là không gọng các chị yêu nhá, còn cái nào mà có gọng thì em sẽ báo nha. Đa phần là hàng không gọng này, cái mùa này các chị mặc mấy cái mà không gọng ấy mà cũng thoải mái các chị yêu này. Lên trên mã bra, lên trên mã bra. Sabatư mặc vừa 2 phân lên trên mã bra, chốt trên mã bra. Bra kèm luôn số cái chờ lên trên mã bra. Bra kèm điện thoại luôn trên mã bra. Rồi con này Sabatư mặc vừa các chị ơi, Sabatư mặc vừa một con theo Sabatư mặc vừa. Sabatư mặc vừa, đa phần là không khảo hết nha các chị ơi. Sabatư mặc vừa 2 phân rưỡi, Sabatư mặc vừa 2 phân rưỡi A11. Sabatư mặc vừa 2 phân rưỡi lên trên mã A11. Rồi mã reo chị Hoan Sang Thị này chốt đủ đơn cho em chị yêu ơi. Cái reo này của chị Doan Hoang Thị này chốt đủ đơn cho em, đơn 80k đổ lên em ship hàng mọi người nhá. Một con, hai con không ship này. Nói chung các chị cứ chốt cho em từ 4 con đổ lên là em gửi hàng được nhá. Rồi con này lên trên mã A11, Sabatư mặc vừa 2 phân A11. A11 kèm luôn số các chị ơi, lên trên mã A11 nhá. A11 này. Còn quần thì chị ơi, em dơ lên cho các chị xem. Bán dơ lên luôn. Em vừa bán áo ngực vừa giờ vừa dơ quần luôn cho các chị nhá. Rồi con này Sabatư mặc vừa này các chị này, Sabatư mặc vừa lên trên mã vàng cho em con này nhá. Sabatư mặc vừa này lên trên mã vàng, ở đâu ra mà hàng xuất Nhật như này có 39 cả có 29 ngàn các chị ơi. Em nói thật luôn các chị, đi ra ngoài chợ mà bán tới 100 mấy chục nghìn, các chị trả giá 10 nghìn thôi là làm mấy bà đã chửi sắp mắt rồi. Rồi con này lên trên mã vàng nha mọi người, chốt trên mã vàng nhá. Mã vàng và kèm mua số trên mặt Sabatư mặc vừa lên trên mã vàng nhá. Sabatư mang
mặc vừa lên cho em mã vàng cho em con này. Tao 34 mặc vừa lên cho em mã vàng. Em sẽ lên xem kẻ cả quần này, cả quần với lại cả áo ngực luôn. Nguyễn My ơi, cho hàng lên số cho em chị ơi. Và Nguyễn My này, Nguyễn My, tại vì bên em có 2-3 Nguyễn My. Chị ơi lên số cho em đây nào. Đơn của chị là có ai điện chị chưa chị ơi, chị Nguyễn My ơi. Rồi lên cho chị này, dành cho chị nào có tầm eo 75-80 mặc vừa cho em là xanh. Eo 75-80 là mặc vừa lên cho em là xanh. Eo 75-80 mặc vừa xanh. Có size to luôn chị ơi, có size 40 hả hay sao chị Trương Thủy ơi. Lên trên mà xanh, eo 75-80 mặc vừa lên trên mà xanh rồi ok chị Nguyễn My. Lên trên mà xanh, đơn này chị cứ chọn đủ đơn cho em đi chị Nguyễn My nhá. Còn cái đơn kia thì ai gọi thì cho đi trước rồi nhá. Rồi cái này dành cho chị nào từ 50-60kg mặc vừa cho em các chị ơi. 50-60kg mặc vừa, 50-60kg mặc vừa, A150. Quần là 20k mọi người nhá, quần là 20k, còn áo ngực là 29.000 nhá. Rồi con này lên cho em A150, chốt cho em A150. A150 nha, A150 kèm luôn số. Các chị ơi lên cho em A150 ạ. A150 và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Vàng em hết rồi nha. Rồi con này size 34 mặc vừa các chị ơi, size 34 mặc vừa. Một con đỏ size 34 mặc vừa này, lên cho em đỏ nha. Không gọng, đa phần là không gọng hết nha các chị ơi. 34 mặc vừa này, lên cho em đỏ. 34 men vừa lên cho em đỏ kèm luôn số cho em ạ. 34 mặc vừa mút mỏng nhá. Lên cho em đỏ 34 men vừa, lên cho em mỏng. À lộn, lên cho em đỏ, 34 mặc vừa đỏ cho em. Rồi 34 mặc vừa này các chị ơi, 34 mặc vừa đa phần là bây giờ em chỉ còn ít thôi. Nên là size 34 với lại 38 hoặc là 38 với lại 40 là nhiều nhá. Rồi con này size 34 mặc vừa lên cho em ạ, tím 34 mặc vừa mút mỏng tím cho em ạ. Lên cho em ạ tím các chị ơi, lên cho em ạ tím kèm luôn số các chị ơi, cho em ạ tím này. Quần là 20k còn áo ngực là 29.000 các chị ơi, nhanh tay hốt này. Rồi dành cho chị nào có tầm mặt size to mặc vừa các chị ơi, lưng chun cho em này. 55-60kg mặc vừa các chị ơi, 55-60kg mặc vừa. 55-60kg mặc vừa lên cho em A35. 55-60kg mặc vừa lên cho em A35 các chị ơi. 55-60kg mặc vừa lên cho em A35, chốt cho em A35. A35 kèm luôn số các chị ơi, lên cho em A35. Rồi con này size 32 mặc vừa này các chế này, size 32 mặc vừa, một con màu vàng siêu đẹp luôn, size 32 mặc vừa. 32 mặc vừa hai phân các chị ơi, chị nào mà tuổi tin tin này. Lương Thảo chốt mã tím thế lên số cho em đi chị Lương Thảo ơi, chốt mã tím thế lên số cho em nhá. Rồi con này lên cho em mã vàng đi, lên cho em mã vàng nha mọi người. Rồi ok chị Lương Thảo chốt đủ đơn cho em nhá. Đơn 80k đổ lên em gửi hàng các chị ơi. Quần là 20k còn áo ngực là 29.000 nên là các chị chốt cho em đủ đơn nhá. Đơn 80k đổ lên em ship hàng nè. Rồi con này lên cho em mã vàng cho em và size 32 và 34 mặc vừa lên cho em mã vàng nhá. Mô cực kỳ mềm mịn luôn cho em mọi người ơi, mã tím em hết rồi. Rồi em còn mã vàng size 32 34 mặc vừa lên cho em mã vàng không thì chị nào mua cho con gái cũng mặc cũng được nhá, tại vì cái con vàng đó là kiểu dạng tin tin nhá. Rồi lên cho chị một con size to này các chế ơi. Con này dành cho chị nào cỡ tầm eo của chị nào cỡ tầm 80-85 mặc vừa các chế ơi, eo 80-85 mặc vừa. Eo 80-85 mặc vừa, eo 80-85 mặc vừa. Mã vàng chị Sơn Trang Nguyễn khách cũ này. Lên cho em A05 các chế ơi, cho em A05 như hồi chưa có đơn kia mà em ta. Rồi, lên trên mà A05 các chị ơi, yêu chị nào 80-85 mặc vừa A05 các chị ơi. Lên trên mà A05, chốt trên mà A05 kèm luôn số cho em ạ. Rồi quần là 20k còn áo ngực là 29.000, tranh thủ hốt các chị ơi. Rồi size 36 mặc vừa đây, chị nào mà size 36 thì hốt liền con này cho em, tại vì size 36 bây giờ chỉ còn có tầm khoảng 1-2 con thôi. 36 mặc vừa các chị ơi, 36 mặc vừa A510, 36 mặc vừa đa phần là không gọng hết các chị yêu này. Đa phần là không gọng, hai phân cho em con này. Hai phân lên cho em mà A510 nha mọi người. A510 size 36 mặc vừa, A510 hai phân cho em mà A510 nhá. A510 và kèm luôn số các chị ơi, lên cho em mà A510. Rồi lên cho chị một con ống rộng này các chị ơi, kiểu dạng ống đứng, ống rộng cho em nha. Này. Kiểu ra ống đỏ mà ống đứng các chị yêu nhá, dành cho eo của chị nào có tầm 80-85 mặc vừa các chị ơi. Eo 80-85 mặc vừa cho em coi này, eo 80-85 mặc vừa và có sẽ kiểu dạng sọc sọc nhá, sọc sọc kiểu dạng sọc sọc này. Eo 80-85 mặc vừa lên cho em A417. Eo 80-85 mặc vừa. Eo 80-85 mặc vừa lên cho em A417 cho em. Eo 80-85 mặc vừa. A417 các chị ơi, A417 nhá. A417 và kèm luôn số cho em A417 này, chấm lên cho em đi nào. Lên cho chị một con màu nu nha các chị ơi, dành cho chị này eo 70-75 mặc vừa nha. Eo 70 là 75 mặc vừa, eo 70 là 75 mặc vừa. A126 cho em, eo 70 là 75 mặc vừa. Eo 70-75 là mặc vừa, A126, eo 70-75 là mặc vừa, A126 cho em. Cho chị em A126 các chị ơi, A126 ạ. Size 40 là mặc vừa cho em các chị ơi, size 40 là mặc vừa lên cho em ạ hồng này. Size 40 là mặc vừa nha mọi người, cho chị em ạ hồng nha, size 40 là mặc vừa. Rồi size 40 là mặc vừa lên trên mã hồng. A126 chị kết tường này, chốt đủ đơn luôn cho em chị ơi. Chốt đủ đơn luôn nhá. A126 chị kết tường. Rồi con này lên trên mã hồng, size 40 là mặc vừa mút mỏng lên trên mã hồng.
Size 40 là mặc vừa mút mỏng, len trên mã hồng nhá. Hồng kèm luôn số cái cho. A417, A417 Nguyễn Thị Lan Lào Cai, mã hồng chị Trương Thu Thủy. Rồi mã hồng chị Trương Thu Thủy này. Rồi size 40 là mặc vừa các chị ơi, chốt đủ đơn luôn cho em trên cùng like nhá. Size 40 là mặc vừa các chị ơi, size 40 là mặc vừa lên trên mã đỏ nhá. Rồi mã hồng em hết size 40 là mặc vừa lên trên mã hồng. Size 40 là mặc mã đỏ, lộn. Mã hồng của chị Trương Thu Thủy rồi. Size 40 là mặc vừa lên trên mã đỏ. Cái này các chị ơi, size 40 là mặc vừa đỏ cho em. Size 40 là mặc vừa lên trên mã đỏ này, 126 hoặc 126 em hết rồi. 417 của chị Nguyễn Thị Lan rồi. Rồi. 126 hết rồi. Rồi con này lên trên mã đỏ nha mọi người, cho trên mã đỏ nhá. Đỏ và kèm luôn số cho em các chị ơi, lên trên mã đỏ ạ. Đỏ kèm điện thoại luôn cho em các chị ơi, lên trên mã đỏ nhá. Đỏ kèm luôn số cho em. Rồi lên cho chị một con ống rộng này các chị này. 50 tới 55 ký mặc vừa. Đỏ Trương Thu Thủy. Đỏ chị Trương Thu Thủy này, em còn đỏ các chị ơi. Đỏ chị mặt trời của bé giòn đơn này, đỏ mặt trời của bé này. Rồi đỏ chị Trương Thu Thủy em còn đỏ, chị nào lấy đỏ nữa thì ok à, là hồng em hết rồi chị ơi, hồng em hết rồi nhá. 50 tới 55 ký là mặc vừa. Đỏ chị tập làm thi một con. Đỏ chị tập làm thi một con này, em còn đỏ các chị ơi, hồng em hết rồi nhá. 50 tới 55 ký là mặc vừa các chị ơi, chốt đủ đơn trên cùng like luôn nhá. Lên trên là A209 này. A209 các chị ơi, lên trên A209 này. 50 tới 55 ký là mặc vừa A209. 50 tới 55 ký mặc vừa A209 các chị ơi, A209 cho em. 50 tới 55 ký là mặc vừa A209 này. A209 cho em ạ. Rồi, con này quá đẹp luôn các chị ơi. Quá là xuất sắc luôn con này. Rồi, con này size chị nào mặc size này. 36 mặc vừa các chị ơi, size 36 mặc vừa nha, lên trên mặt đen. Con này là su đúc không gọng các chị ơi. Con này su đúc không gọng. Dành cho chị nào mặc size 36 mặc vừa. Size 36 mang vừa nha mọi người, lên trên mặt đen. 36 mặc vừa su đúc không gọng, lên trên mặt đen. 36 mang vừa su đúc không gọng, lên trên mặt đen. Chốt trên mặt đen nha. Đen và kèm luôn số trên mặt đen. Đen và kèm luôn số trên mặt, chốt trên mặt đen. Mặt đen và kèm điện thoại cho em. Lên cho chị một con size nhỏ này các chị ơi, dành cho chị nào eo 60-68 mang vừa. Eo 60-68 mang vừa mà đen chỉ kích tường dồn đơn. Đen kích tường dồn đơn. Rồi 209 hả? 209 cho chị cẩm trang tôn dồn đơn. 209 cẩm trang tôn. Eo của chị nào 60-68 thì lộn, eo 60-68 mắc vừa. Eo 60-68 mắc vừa mà xám. Eo 60-68 mắc vừa xám cho em. Eo 60-68 là mặc vừa, lên trên mã xám. Mã xám nha mọi người nha. Rồi cái này dành cho chị nào 45-55kg mặc vừa quần lửng trên này. 45-55kg là mặc vừa A107 các chị ơi. Rồi mã đỏ chị Xuân gì đó, Xuân Phương Nguyễn Thị này. Xuân Phương Nguyễn Thị khách cổ này. Rồi cho em số chị Xuân Phương Nguyễn Thị nha. Em sợ trùng tên này, lên số cho em nè. Rồi cái này lên cho em A107 các chị ơi. 45-55kg mặc vừa. A107 45-55kg mặc vừa. A107 cho em mà, cho em A107 này. A107 nha mọi người ơi. A107. Rồi, con này cũng cực kỳ đẹp luôn. Eo 70-75 là mặc vừa cho em con này các chị ơi. Eo 70-75 là mặc vừa sáng bất kỳ cho em ạ. Eo 70-75 mặc vừa. A529 cho em ạ. Eo 70-75 là mặc vừa. Mà đen hả? Mà đen là mã nào hết rồi. Eo 70-75 là mặc vừa. A529 cho em ạ. Eo 70-75 mặc vừa. A529 cho em. Eo 70-75 là mặc vừa. A529 các chị ơi. A529. Rồi xám Lê Hà lên số cho em này. Rồi đen đây, chốt cho chị A259 của chị Kiết Tường. A529 Kiết Tường. Rồi mã đen cho chị Xuân Phương Nguyễn Thị một con. 36 ạ. Đúng rồi, 36 ạ. Rồi cho chị mã 107 ha. Có 107 á. Cái gì mã gì đây? Mã 529 Kiết Tường. Đây. 529 Kiết Tường này. Rồi 107 ạ. 107 cho chị Lương Thảo dồn đơn. 107 Lương Thảo. Ừ thì đó. Size 34 mặc vừa các chị ơi, lên trên mặt bi. Size 34 mặc vừa bi cho em này. Rồi size 34 mặc vừa lên trên mặt đi bi. Size 34 mặc vừa lên trên mặt bi này. Size 34 mặc vừa, chị Lê Hà ơi, lên số cho em đi chị Lê Hà ơi, để em con đơn được chứ. Đơn nào phải lên số cho này. Lê Hà con đơn nào? Đơn hôm qua ý là có ai sợ, có ai gọi nhưng chưa gọi. Rồi con này dành cho chị nào mặc size 34 mặc vừa mặc bi, có ai định chị chưa, cứ lên số cho em đi. Bên em rất là nhiều Lê Hà luôn. Em bảo chị lên số thì chị lên số cho em đi chị ơi. Nắng 29 hết rồi nha. Rồi con này lên trên mặt bi, size 34 mặc vừa lên trên mặt bi, size 34 mặc vừa chốt trên mặt bi. Mặt bi và kèm luôn số các chị ơi, chốt trên mặt bi. Em biết là nhiều chị là khách cổ bên em rồi nhưng mà thật sự luôn ở bên em rất là nhiều tên trùng luôn. Sợ lạc hàng của chị thôi. Rồi con này dành cho chị nào eo 60-68 mặc vừa, eo 60-68 mặc vừa nhá. Một con quần ống lọc eo 60-68 mặc vừa. Eo 60-68 eo 60-68 mặc vừa A201. Eo 60-68 là mặc vừa A201. Eo 60-68 là mặc vừa A201.
A201 các chị ơi. Rồi ok, Lê Hà thì số này A201 nha mọi người. A201. Các chị chốt đủ đơn cho em, đơn 80k đổ lên em gửi hàng nhá. Quần là xả 20k, còn áo ngực là 29.000 nhá. Bao nhiêu cái thì chị em có ghi rõ ràng ở dưới rồi nhá. Quần là 20k, còn áo ngực là 29.000 nhá. Rồi, con này dành cho em của chị nào tầm 90-95 mặc vừa tím cho em ạ. Yêu chị nào 90-95 mặc vừa size to lên cho em mặt tím nhá. Lên cho em mặt tím và kèm luôn số các chị ơi, lên cho em mặt tím kèm điện thoại cho em nhá. Rồi, áo ngực này size 34 mặc vừa này các chị ơi, con này su đúc không gọng cho em này. Size 34 mặc vừa. Size 34 mặc vừa lên cho em mã hồng, size 34 mặc vừa hồng cho em. Size 34 mang vừa lên cho em mã hồng, size 34 mặc vừa. Chốt cho em mã hồng các chị ơi, size 34 mặc vừa hồng nhá. Rồi con này size 42 là mặc vừa cho em các chị ơi, size 42 là mặc vừa cho em, một con đen size 42. Size 42 là mặc vừa. Size 42 là mặc vừa nha mọi người, một con một đen này A66 cho em mã A66 á. Rồi size 42 là mặc vừa, A66 cho em ạ. Size 42 mặc vừa A66 này, 201 Nguyễn Thị Lan Lào Cai, 201 Nguyễn Thị Lan Lào Cai. Rồi con này lên cho em mã A66 các chị ơi, lên cho em mã A66 cho em. A66 nhá, size 42 là mặc vừa A66 nhá các chị ơi, A66. Rồi con này size nhỏ cho em mà size 32 là mặc vừa các chị ơi. 32 3 phân rưỡi cho em, 32 3 phân rưỡi nhá, 32 3 phân rưỡi nè. 32 3 phân rưỡi A420, chốt cho em A420 này. Lên cho em mã A420 các chị ơi, chốt cho em A420 con này nhá. A420 lên cho em mã A420 kèm số cho em. Lên cho em mã A420. Mã hồng này, Hoàng San Thị hình như này có đơn rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi mã hồng chị Hoàng San Thị. Rồi 210 chị Nguyễn Thị Lan rồi này. Rồi con này dành cho chị nào yêu của chị nào có tầm 85-90 mặc vừa. Yêu 85-90 là mặc vừa cho em các chị ơi. Yêu 85-90 là mặc vừa nhá. Yêu 85-90 mặc vừa A507 cho em. Yêu 85-90 mặc vừa A507 A66 Nguyễn Thị Lan. A66 chị Nguyễn Thị Lan. Rồi con này lên cho em A507 cho em A507 nhá. A507 nha mọi người. A507 này. Yêu của chị nào có tầm 85-90 là mặc vừa A507 các chị ơi. A507 hôm nay tranh thủ chốt đi các chị ơi, tại vì cái này xả bữa cuối rồi. Nói chung là hết áo ngực thì còn có ít mấy chưa tới 100 con đâu, có tầm mấy chục con thôi. A67 Xuân Phương Nguyễn Thị. Ủa, A67 làm gì có? À A66 em hết rồi chị ơi, A66 em hết rồi nhá. Yêu của chị nào đây? Yêu chị nào khởi tầm 75-80 mặc vừa, một con xinh đen siêu đẹp nhá. Yêu 75-80 mặc vừa. Yêu 75-80 mặc vừa A522. Yêu 75-80 là mặc vừa A522. Yêu 75-80 là mặc vừa A522 cho em ạ, A522. Yêu 75-80 là mặc vừa A522 kèm luôn số cho em ạ, A522. A522 chốt cho em A522 kèm luôn số cho em ạ. Rồi size 34 mặc vừa, một con màu xám size 34 mặc vừa các chị ơi. 34 men vừa 2 phân rưỡi cho em ạ. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi A570. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi nè. Rồi lên cho em A570. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi A570. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi A570 cho em các chị ơi, lên cho em A570 nhá. A570 kèm luôn số các chị ơi, lên cho em A570 ạ, A570. Rồi size 38 mặc vừa này, chị nào hồng cái size 38 này kiểu dạng sọc sọc xanh cho em các chị ơi, kiểu dạng sọc nhá. 38 mang vừa cho em các chị ơi, 38 mặc vừa số đúc không cảm nhá, A527. 38 mặc vừa A527 cho em, 38 mặc vừa A527 này. Rồi 38 mang vừa A527 các chị ơi, 38 mặc vừa A527. 38 mặc vừa A527 cho em ạ, size 38 mặc vừa A527 cho em ạ. A527 nhá, A527. A527. Rồi con này size 34 mặc vừa các chị ơi, size 34 mặc vừa, một con màu nu size 34 mặc vừa. Size 34 men vừa các chị ơi, lên trên mã nu. 34 mặc vừa lên trên mã nu này, 34 mặc vừa mã nu. 34 mặc vừa lên trên mã nu, 34 mặc vừa lên trên mã nu. 34 mặc vừa lên trên mã nu. 34 mặc vừa lên trên mã nu nhá, nu và kèm nu số cho em ạ. 34 mặc vừa lên trên mã nu, nu. Rồi con này dành cho em của chị nào 70-75 là mặc vừa. Eo 70-75 là mặc vừa các chị ơi. Eo 70-75 mặc vừa. A570 Hoàng Giang Thị. A570 Hoàng Giang Thị nhá. Cái đó bé. Rồi 570 Hoàng Giang Thị nhá. Rồi eo chị nào 70-75 mặc vừa. Eo 70-75 mặc vừa A519 cho em ạ. Eo 70-75 mặc vừa A519. 38 có 38 luôn chị ơi, nhưng mà ít để lên cho em A519. A519 nên là chị nào mà thấy mà size 38 thì nhanh tay hốt nha, tại vì cái size 38 bây giờ em hạn chế lắm các chị ơi. Size 38 bây giờ áo ngực em hạn chế lắm. Đa phần là size 34 là nhiều. Mẹ ơi, đã mì tôm nên tôi bị tay. 34 mặc vừa 5 phân, 34 mặc vừa 5 phân này. 34 mặc vừa 5 phân. 527 cho chị Bảo Bình Nguyên này, chốt hàng lên số cho em với chị ơi. Rồi 527 Bảo Bình Nguyên chốt hàng lên số này, 34 mặc vừa 5 phân đỏ cho em ạ. 34 mặc vừa 5 phân đỏ đây.
34 mặc vừa 5 phân cho nên mình đỏ các chị chốt cho em đủ đơn nha mọi người nhá. Đơn 80k đổ lên em gửi hàng này. Áo ngực thì 39k, lộn áo ngực thì 29k, còn quần là có 20.000 thôi, các chị chốt đủ đơn luôn. Rồi cái này lên cho em mã đỏ này, size 34 mặc vừa 5 phân đỏ cho em ạ. 34 men vừa 5 phân lên cho em mã đỏ kèm luôn số cho em ạ, chốt cho em mã đỏ các chị ơi. Đỏ cho chị kít tường nha. Rồi cái này size bé cho em là các chị ơi, 40 tới 50 ký mặc vừa lên cho em mã yếm này. 40 tới 50 ký mặc vừa lên cho em mã yếm. Dạ áo ngực có hở, áo ngực là 29.000 chị ơi, áo ngực là 29k nhá. Rồi cái này lên cho em mã gì ta, mã yếm cho em ạ, lên cho em mã yếm đấy. 40 50 ký mặc vừa. 549 của chị Cẩm Trang Tôn. Rồi 549 Cẩm Trang Tôn này. Rồi cái này size 34 mặc vừa các chị ơi, size 34 mặc vừa này. 34 men vừa 2 phân rưỡi. 34 men vừa 2 phân rưỡi này, 34 mặc vừa 2 phân rưỡi. A558 cho em ạ. Lên cho em A558, 558 nha mọi người, chốt cho em A558. A558 kèm luôn số cho em ạ. Rồi 34 mặc vừa 2 phân rưỡi A558 cho em ạ, A558. A558 các chị ơi, lên cho em A558 cho em nhá. A558. 34 mặc vừa này các chị ơi. À sao 34 đỏ hết rồi này. Rồi 34 mặc vừa còn lại khác các chị ơi, 34 mặc vừa. 34 mặc vừa mút mỏng A63, 34 mặc vừa mút mỏng A63 này. 34 mặc vừa mút mỏng A63, 34 mặc vừa mút mỏng chốt cho em A63 nhá. A63. Rồi cái này dành cho chị nào từ 55 tới 65 ký mặc vừa size to nha mọi người, lên cho em mã xanh. 55 tới 65 ký mặc vừa lưng chu nặng, lên cho em mã xanh nha mọi người, chốt cho em. Rồi em hết rồi chị ơi, chốt bạn khác cho em nha. Lên cho em mã xanh nha các chị ơi, chốt cho em mã xanh và kèm luôn số cho em ạ. Lên cho chị một con màu tím, con này size bé cho em này, chị nào mà eo bé bé này. Eo 60 68 mặc vừa, eo 60 68 mặc vừa tím cho em ạ. Eo 60 68 là mặc vừa lên cho em mã tím, eo 60 68 là mặc vừa tím cho em. Eo 60 68 là mặc vừa lên cho em mã tím. Eo 60 68 là mặc vừa lên cho em mã tím nhá mọi người, lên cho em mã tím nhá. Tím và kèm luôn số cho em mã eo 60 68 là mặc vừa tím. 558 chị Hoan Giang Thị, 558 chị Hoan Giang Thị này. Size 34 là mặc vừa cho em con này các chị ơi, size 34 mặc vừa. 34 mặc vừa mút mỏng, 34 mặc vừa mút mỏng A58 nhá. 34 mặc vừa mút mỏng A58 đấy. Rồi. Lên cho em mã A58, em chả nhớ của ai nữa chị ơi. Kít tường, đảo của kít tường. Rồi A58 các chị ơi, lên cho em mã A58. Rồi sao 32 mặc vừa 5 phân này các chị ơi, 32 mặc vừa 5 phân cho em này. 32 mặc vừa 5 phân các chị ơi, 32 mặc vừa 5 phân. 32 mặc vừa 5 phân A501. 32 mặc vừa 5 phân A501. 32 mặc vừa 5 phân A501 cho em mã A501. 32 mặc vừa 5 phân A501 cho em mã A501. Rồi cái này dành cho chị nào từ 50 này, 50 tới 58 ký mặc vừa, 50 tới 58 ký mặc vừa A224. 50 tới 58 ký là mang vừa A224. 50 tới 58 ký là mặc vừa A224 cho em ạ. 50 tới 58 ký là mặc vừa A224. Đây size 38 này, chị nào hỏng size 38 thì nhanh tay hốt này. Chứ còn mà size 38 hết rồi nha. Rồi size 38 mặc vừa nha các chị ơi, 38 mặc vừa 3 phân rưỡi cho em ạ xám. 38 mặc vừa A501 hoa bảo lệ có đơn chưa? Hoa bảo lệ chốt 501 thế lên số đi chị ơi. Rồi ok chị này chốt đủ đơn luôn cho em nha. Size 38 mặc vừa các chị ơi, 38 mặc vừa này lên cho em ạ xám. 38 mặc vừa 3 phân rưỡi xám. 38 mang vừa 3 phân rưỡi cho chị em ạ xám nhá. Xám và kèm luôn số cho em ạ xám. 36 mặc vừa số đúc không cộng. 224 cho chị mặt trời của bé. Rồi 36 mặc vừa cái chơi lên cho em ạ đen. 36 là mặc vừa lên cho em ạ đen. 36 là mặc vừa đen cho em ạ. 36 là mặc vừa lên cho em ạ đen. 36 là mặc vừa lên cho em ạ đen. 36 là mặc vừa mã đen. 501 hết rồi đúng không? 501 của chị Hoa Vô Lệ rồi này. 224 ạ. 224 của chị mặt trời của bé rồi nhá. Rồi cái này dành cho chị nào 50 tới 60 kg là mặc vừa. 50 tới 60 kg là mặc vừa nhá. Lên cho em A223. 50 tới 60 kg mặc vừa A223. 50 tới 60 kg là mặc vừa A223 cho em ạ. Rồi chị nào mà đang tình trạng chị nào mà đang cho con bú này, chị nào mà bầu bì hoặc là cho con bú này các chị ơi, mặc con như này cực kỳ thoải mái cho em luôn nhá các chị ơi, mang rất là tiện luôn cho em mà size 42 mặc vừa. Các chị có thể tháo ra này, các chị ơi có thể tháo ra, mang rất là tiện luôn các chị ơi. Lên cho em mã bầu con này nha các chị ơi, size 42 mặc vừa lên cho em mã bầu. Size 42 là mặc vừa có nút cài luôn cho em này. Rồi size 42 là mặc vừa lên cho em mã bầu. 38 là cái gì chị ơi, comment đúng mã cho em. Rồi con này lên cho em mã bầu, size 42 là mặc vừa lên cho em mã bầu nha. 38 mã xám đúng không? 38 mã xám chị Nguyên Phương, Xuân Phương Nguyễn Thị chứ đó. Rồi ok. Xám của chị Xuân Phương Nguyễn Thị nha. Rồi lên cho chị một con nâu này các chị ơi, lên cho chị một con nâu này. Dành cho eo của chị nào 90 95 mặc vừa luôn. Eo 90 95 là mặc vừa lên trên mặt nâu. Eo 90 95 là mặc vừa lên trên mặt nâu. Eo 90 95 mặc vừa nâu. Eo 90 95 là mặc vừa lên trên mặt nâu. Rồi cái này bra này 223 của chị Nguyễn Thị Lan. Rồi lên cho chị
chị một con bra lên trên mã bra này các chị ơi, lên trên mã bra này. Rồi dành cho chị nào mặc sau 34 mặc vừa lên trên mã bra, 34 mặc vừa lên trên mã bra. 34 mặc vừa lên trên mã bra, rồi lên cho chị một con chống tụt này, sau 36 mặc vừa. 36 mang vừa một con chống tụt lên trên mã chống tụt các chị ơi. 36 mặc vừa lên trên mã chống tụt có hàng thiết kế nữa các chị này. Đây siêu đẹp luôn cho em này. Nó bám chặt cái phần da của mình các chị này khỏi chống tụt nha. Lên trên mã chống tụt 38 mặc vừa. 38 mặc vừa. À lộn 36 mặc vừa chống tụt. 36 mặc vừa chống tụt. Bra sơn trang nguyên. Bra đen ạ. Ừ. Sơn trang nguyên. Rồi đẹp quá. Rồi con này siêu đẹp luôn các chị ơi. Dành eo của chị nào 70-75 mặc vừa. Eo 70 là 75 mặc vừa lên trên mã dây. Eo 70-75 là mặc vừa lên trên mã dây. Mà chống tụt cho chị kết tường giòn đơn. Chống tụt chị kết tường giòn đơn. Eo chị nào 70-75 là mặc vừa mã dây. Eo 70-75 là mặc vừa lên trên mã dây. Mã dây nha. Dành cho chị nào từ 45 tới 55 kg là mặc vừa thổ cẩm. 45 tới 55 kg là mặc vừa lên trên thổ cẩm này. Lên trên chị nào thổ cẩm nhá, lên trên mà thổ cẩm. Dây cho chị quyết tường. Dây chị quyết tường cái theo reo dưới. Rồi em còn thổ cẩm. Rồi sang 34 mặc vừa mút mỏng nha các cháu ơi. 34 mặc vừa mút mỏng cực kỳ thoải mái con này các cháu ơi, mút mỏng cho em này. 34 mặc vừa mút mỏng chống tụt hết rồi. 34 mặc vừa mút mỏng A567. A567 các cháu ơi. 34 mặc vừa mút mỏng A567 cho em ạ. 34 mặc vừa mút mỏng A567 cho em. 34 mặc vừa mút mỏng A567 các cháu ơi. Lên cho em A567 nha. A567 cho em ạ. Rồi 34 mặc vừa các cháu ơi. 34 mặc vừa 5 phân này. 34 mặc vừa 5 phân. Rồi 34 mặc vừa 5 phân các chị ơi, 34 mặc vừa 5 phân. 34 mặc vừa 5 phân A44, 34 mặc vừa 5 phân A44 cho em. 34 mặc vừa 5 phân lên cho em A44 ạ. 34 mặc vừa 5 phân. Chốt cho em A44 các chị ơi, lên cho em A44 cho em A44 này. Eo chị nào 70-75 mặc vừa nhá. Eo 70-75 mặc vừa. Rồi eo 70-75 là mặc vừa cho em con này lên cho em A425. Eo 70-75 là mặc vừa A425. Eo 70-75 mặc vừa A425. Chốt cho em A425. A425. Rồi con này co giãn được cái chị ơi, dành cho chị nào 55-65kg mặc vừa. 55-65kg mặc vừa. 55-65kg mặc vừa A152. 55-65kg mặc vừa 44 cho chị Hương Thảo, Lương Thảo. A152 lên trên A152. A152 kèm luôn số các chị ơi, lên trên A152. 425 cho chị Kết Tường. 425 chị Kết Tường. 567 chị Nguyễn Thị Lan. 567 Nguyễn Thị Lan. Rồi con này dành cho chị nào mặc sơ 38 mặc vừa. 38 mặc vừa 4 phân, 38 mặc vừa 4 phân, 38 mặc vừa 4 phân A209, 38 mặc vừa 4 phân A209, A44 cẩm trang tôn, A44 chị cẩm trang tôn. Rồi con này lên cho em A209. A44 hết rồi. À lộn A44 lên hết rồi chị ơi, cẩm trang tôn sau nha. Rồi lên cho em A209 nha mọi người, A209, 38 mặc vừa A209 nha. 425 của chị Nguyễn Thị Lan. Ờ hình như quần á. Quần á. Rồi lên cho chị một con hồng này các chị ơi. Eo của chị nào 95 100 mặc vừa. Eo size to cực kỳ to luôn cho em ạ. Eo 100 đổ lại mặc vừa luôn. 152 của chị Nguyễn Thị Lan. 152 là 425 ạ. Rồi con này dành cho eo chị nào 100 đổ lại hồng. Eo 100 đổ lại mặc vừa hồng cho em ạ. Eo 100 đổ lại mặc vừa hồng nha. Hồng và kèm luôn số cho em ạ. Eo 100 đổ lại mặc vừa hồng nha. Hồng. Eo chị nào 75-80 mặc vừa các chị ơi. Eo 75-80 mặc vừa. Eo 75-80 mặc vừa A419. Eo 75-80 mặc vừa. Eo 75-80 mặc vừa A419 cho em. Eo 75-80 mặc vừa A419 các chị ơi. A419 cho em A419 nhá. Size 40 là mặc vừa này. Dạ ok chị Kiết Tường ạ. Rồi size chị nào cỡ tầm, dành cho chị nào cỡ tầm size 40 mặc vừa đỏ cho em. Size 40 mặc vừa lên trên mà đỏ. Size 40 mặc vừa đỏ trên 3 phân lên trên mà đỏ. Size 40 là mặc vừa cho chị mà đỏ. Size 40 là mặc vừa đỏ. Rồi lên cho chị một con su đúc cực kỳ đẹp luôn con này các chị ơi. Size 34 mặc vừa họa tiết là hình hoa hồng cho em các chị này. Hoa hồng nhẹ nhá. A44 lên hết rồi. 34 mặc vừa một con su đúc không cạo các chị ơi, 3 phân nè. Nhanh tay hốt liền lên cho em ạ. Đẹp nha mọi người. 34 mặc vừa 3 phân lên cho em ạ. Đẹp 409 mặt trời của bé. Rồi. Đây phải không? Rồi, con này lên trên mạng đẹp nha mọi người. Đẹp nha mọi người, lên trên mạng đẹp. Đỏ là con nào ta? Phải không? Cái kia cơ, phải không? Rồi đỏ chị mặt trời của bé ạ. Rồi con này lên trên này, chốt trên mạng đẹp nha mọi người. Mạng đẹp nhá, mạng đẹp và kiếm lô số trên mạng 34 mặc vừa 419, 419 cái quần hoàn gian thị. 419 cái quần hoàn gian thị này. Rồi con này lên trên mạng đẹp cái chỗ, chốt trên mạng đẹp này. Mà đỏ em hết rồi, 209 hết rồi nha.
Rồi lên cho chị. 209 là cái này. À. 209 hả? Rồi mã đẹp của chị Ủa 209 lâu rồi mà ta. Lan Ngọc, mã đẹp của chị Lan Ngọc. Mã đẹp cho chị Lan Ngọc. Lan Ngọc Lan. Ngọc Lan. Ngọc Lan khách cũ chốt hàng đủ đơn giúp em nha. Sa ba tư mặc vừa các chị ơi, sa ba tư mặc vừa một con siêu đẹp. Sa ba tư mặc vừa A43, sa ba tư mặc vừa cho chị em A43 này. 34 mang vừa lên trên mã A43, sa ba tư mặc vừa A43. 34 mang vừa lên trên mã A43, 34 mặc vừa A43, chốt trên A43. 34 mặc vừa A43 hình như cái này như sao ạ? Hình như chị gửi mã nào rồi. Đó cái kìa, chị gửi đúng rồi. 209 là cái này này. 209 của ai? 209 đây, 209. 209 Xuân Phương Nguyễn Thị, đúng rồi ạ, cái đó đó. Đỏ size 40 nhé. Rồi đúng rồi, cái đó là size 40 chị ơi, cái đó là size 40 nhá. A43 kìa, A43 chị Ngọc Lan dồn đơn này. Cái kìa, cái đen đen đó. Rồi, size 34 mặc vừa các chị ơi, quá là đẹp luôn con này, các chị yêu này. 34 mặc vừa một con nu. 34 là mặc vừa lên trên mặt nu, số lúc không gặp 34 mặc vừa nu. Số lúc không gặp 34 mặc vừa lên trên mặt nu, lên trên mặt nu nha. Chốt trên mặt nu, nu và kèm nu số trên mặt. Em đen nó vừa vừa thôi, không có mỏng cũng không có nhầy đâu chị, tầm 2-3 phân thôi nha. A43 hết rồi, em còn bảo lưu. Rồi con này dành cho chị nào từ 40-48 ký mắc vừa. 40 từ 48 ký mắc vừa lên trên A242. 40-48 ký mắc vừa A242. 40-48 ký mắc vừa A242. Nu của chị Ngọc Lan ạ. A242 nha mọi người. A242 kèm nu số trên A242. Hôm nay mà chị nào mà sa bát tư thì tranh thủ hốt đi các trời. Tại vì sa bát tư nhiều. Rồi lên cho chị một con xanh. Yêu chị nào 75-80 mặc vừa. Yêu 75-80 mặc vừa. Trời ơi kiểu dạng loe loe các trời. Yêu 75-80 mặc vừa xanh loe cho em nè. Lên trên mảng xanh. Chốt cho em mảng xanh. Lên trên mảng xanh. A242 của chị Lương Thảo. Xanh và kèm luôn số cho em mảng xanh. Chốt cho em mảng xanh. Rồi con này sao 34 mặc vừa này. Nu em hết rồi. Sao 34 mặc vừa. Các chơi lên trên mảng dây con này nhá. Sao 34 mặc vừa. 34 mặc vừa 2 phân. Chốt cho em mảng dây. 34 mặc vừa 2 phân dây. 34 mặc vừa 2 phân. Lên trên mảng dây. 34 mặc vừa 2 phân. Chốt cho em mảng dây. Rồi 34 mặc vừa. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi nha mọi người. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi. A588. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi. A588 nha mọi người. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi. A588 cho em A588 nhá. Size 40 là mặc vừa con này 2 phân. Size 40 là mặc vừa. Mà dây sơn trang nguyên, dây xám xám á. 38 là mặc vừa này. 38 mặc vừa 1 phân rưỡi thôi. 38 mặc vừa 1 phân rưỡi nha các chị ơi. A427. A427 cho em A427 các chị ơi, sao 38 nó mặc vừa nè. A427 sao 38 nó mặc vừa. A427 cho em, chốt cho em A427 nhá. A427 và kèm luôn số cho em ạ. Rồi eo của chị nào cỡ tầm 65-70 mặc vừa. Eo 65-70 mặc vừa các chị ơi, eo 65-70 mặc vừa. Eo 65-70 mặc vừa A431. Eo 65-70 mặc vừa. Eo 65-70 mặc vừa A431 cho em A431. Eo 65-70 mặc vừa A431 các chị ơi, lên cho em A431 nhá. A431 kèm điện thoại luôn cho em ạ. 34 mặc vừa các chị ơi, một con cam 34 mặc vừa này, lên cho em ạ cam. 34 mặc vừa, 34 mặc vừa lên cho em ạ cam. Con này em có nhiều này các chị ơi. 34 là mặc vừa lên cho em ạ cam. Mà cam, đa phần cái con này là toàn size 34 không à. Chị nào mà hốt này. Hốt thì hốt này các chị ơi, lên cho em ạ cam 34 mặc vừa. 34 mặc vừa, mút cỡ tầm 1 phân rưỡi thôi, lên cho em ạ cam. 427 của chị mặt trời của bé. Cái đó không phải size 40 đâu. Size 38-40 mặc vừa đúng rồi. Cái này bỏ ra đẹp luôn. Rồi, mã cam em còn mã cam các chị ơi. Em còn mã cam nhá. Em còn mã cam. Rồi, con này dành cho eo của chị nào 75-80 mặc vừa. Eo 75-80 mặc vừa có A40 không? Eo 75-80 mặc vừa. Eo 75-80 mặc vừa. 431 Nguyễn Thị Lan. 431 Nguyễn Thị Lan. 431 Nguyễn Thị Lan. A40 đâu có đâu. À, 427 Bảo Bình Nguyên này. 427 Bảo Bình Nguyên thì như áo ngực á. Eo 75-80 mặc vừa A243. Eo 75-80 mặc vừa. Eo 75-80 mặc vừa. Không có à. A423. 427 là cái con nào chị Bảo Bình Nguyên ơi. 427 là cái con nào này. Rồi A243 cho em A243. Eo 75-80 mặc vừa A243. Eo 75-80 mặc vừa A243 nhá. A243 chốt hàng chính xác mã đó chị ơi. Sa bát tư mặc vừa các chị ơi, sa bát tư mặc vừa con này có kèm mút nhá. Sa bát tư mặc vừa kèm mút cho em ạ. 34 mặc vừa kèm mút nhá, lên cho em A422. Rồi sa bát tư mặc vừa kèm mút A422. 34 mặc vừa kèm mút A422. 34 mặc vừa kèm mút A422. Con này có gọng này các chị, này chị nào mà thích có gọng này
Cái nào mà không cộng thì em không báo các chị ơi. Còn cái nào mà có cộng thì em sẽ báo đây. Tại vì cái hàng mà số lượng mà không cộng nó nhiều hơn có cộng. Nên là cái nào có cộng thì em sẽ báo. 34 mặc vừa con này kèm mút nha mọi người, có cộng nha. A422 cho chị em A422. A422 kèm mua số cho em ạ. 427 là cái con nào chị này? Rồi cảm ơn chị Mộc Lan Bùi Thị này. Rồi size 34 mặc vừa 422 của chị Lương Thảo. Rồi con này size 34 mặc vừa các chị ơi, size 34 mặc vừa. Rồi size 34 mặc vừa các chị ơi, size 34 mặc vừa cho em con này nha. 34 mặc vừa lên trên mảng xám. Đúng mã là được các chị ơi, đúng mã là được nha. Các chị chốt size mã là không biết là được. 34 mặc vừa lên trên mảng xám con này cho em 34 mặc vừa nha. 34 là mặc vừa lên trên mảng xám ạ. 34 là mặc vừa xám cho em. Rồi lên cho chị một con ống lợn kiểu dạng lợn cho em này. Dành cho chị nào 55 tới 65 kg mặc vừa lợn cho em. 55 tới 65 kg mặc vừa lợn cho em ạ. 422 em hết rồi. Các chị nhìn cái phần ống cho em là các chị ơi, toàn bộ là này. Đây. Hết rồi chị đính ơi. Đính kim sa, đính ngọc và lục đính bà cho em này. Mã khác mà sai khác chứ. Rồi, 422 hết. Rồi con này lên cho em ăn lửng nha mọi người, 55 65 kg mặc vừa lửng cho em. 55 tới 65 kg là mặc vừa lửng nha các chị ơi. 55 65 kg là mặc vừa lửng cho em ạ, lửng nha mọi người. Lên cho em ăn lửng. Lửng. Rồi lên cho chị một con quần đen lưng cao này các chị ơi, một con quần lưng cao. Eo của chị nào 70 75 mặc vừa, eo 70 75 mặc vừa. Của chị mặt trời của bé ạ. Eo 70 75 mặc vừa A569, A569 đấy. Eo 70 75 mặc vừa A569 các chị ơi, A569 ạ. A569. Rồi con này size 40 42 mặc vừa này. Size 40 42 đều mặc vừa cho em ạ, lên trên mặt đỏ. 40 42 là mặc vừa lên trên mặt đỏ, con này như kiểu dạng bra lên trên mặt đỏ. 40 42 là mặc vừa đỏ cho em, 40 42 mặc vừa đỏ cho em. 40 42 là mặc vừa lên trên mặt đỏ các chị ơi. Lên hết mất rồi. Lên trên mặt đỏ 40 42 mặc vừa đỏ đây. 38 mang vừa các chị ơi, 38 mặc vừa cho em con này. 38 là mặc vừa mút mỏng nhá, 38 mặc vừa mút mỏng. 38 mang vừa mút mỏng A549. 38 mặc vừa mút mỏng A549 cho em ạ. 38 mang vừa mút mỏng A549 các chị ơi, A549. 38 mang vừa mút mỏng A549 cho em ạ, A549 đấy. A549. Lên cho chị một con xanh đen này. Eo chị nào 70 75 mặc vừa. Eo 70 75 mặc vừa cho em, eo 70 75 mặc vừa. A569 của chị Nguyễn Thị Lan. Eo 70 75 mặc vừa, A527 A257. A257 eo 70 75 mặc vừa, A257 cho em. A257 nhá, A257 cho em ạ. A257 các chị ơi, A257. A569 em hết rồi chị ơi. Và cái đỏ 40 42 đẹp mà các chị không chốt hả trời. Trời ơi, con vừa ra đó bình thường em bán 6.000 đấy. Rồi lên cho chị này, dành cho chị nào từ 50. À cái này nó bị lỗi rồi. Cái nào em phát hiện ra bị lỗi thì em bỏ ra này. Rồi lên cho chị một con lưng cao nữa. À, eo 57 mặt trời của bé ạ. Eo 70 75 mặc vừa, eo 70 75 mặc vừa nhá. Eo 70 75 mặc vừa A574. Eo 70 75 mặc vừa A574. Eo 70 75 mặc vừa A574 cho em ạ. À đó 74. Chị mà có một cái xóa lên cái rồi. Rồi. Cái này dành cho chị nào tầm 50 tới 55 kg mặc vừa. Rồi 549 Bảo Bình này, 549 này. Ừ cái đó đây, chị đang cầm ạ. Bảo Bình Nguyên. Cái 257 em hết rồi. 257 em hết rồi. 50 tới 55 kg mặc vừa, 50 tới 55 kg mặc vừa. 50 55 kg mặc vừa, A551. A531. 50 55 kg mặc vừa A531. 50 tới 55 kg mặc vừa A531. Chắc đủ đơn nha chị ơi. A574 của chị Cẩm Trang Tôn. Đây. Rồi đây cho chị con 36 đây. 36 là mặc vừa cho em các chị ơi. Màu này là kiểu màu xi măng. 36 mặc vừa các chị ơi, 36 mặc vừa A254, 36 mặc vừa A254 này. Rồi 36 mặc vừa A254 nha. 36 mặc vừa A254. Su đúc này 36 mặc vừa A254. Cho chị em A254, 36 mặc vừa A254. Rồi lên cho chị ống rộng này. Lên cho chị một con ống rộng nha. Eo của chị nào 75-80 mặc vừa. Eo 75-80 mặc vừa. Eo 75-80 mặc vừa A101. Eo 75-80 mặc vừa A101 cho em ạ. Eo 75-80 mặc vừa A101, A101 thế chứ ơi. A331 của chị Hoan Giang Lê Thị. Rồi, con này dành cho eo của chị nào cỡ tầm 70-75 mặc vừa. Eo 70-75 là mặc vừa nhá. Lên cho em ạ A06.
eo 70 dạ 75 mặc chị vừa. Ơi. A06 quần vải quần tây thôi nha. A06 eo 70 75 mặc vừa. Chốt cho em mặc A06. A06, chốt cho em mặc A06 á. A06. 34 mặc vừa này 5 phân, 34 mặc vừa 5 phân nha. Cho 34 mặc vừa 5 phân cho em ạ, 34 mặc vừa 5 phân. Lên cho em A199, 34 mặc vừa 5 phân A199 đấy. 34 mặc vừa 5 phân A199 ạ. 34 mặc vừa 5 phân A199 cho em ạ. 34 mặc vừa 5 phân A199 cho em A199. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi này. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi biết chưa? 34 mặc vừa 2 phân rưỡi. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi này. A410. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi A410. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi A410. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi A410. A410 cho em. 50-65 ký mang vừa các chị này, 50-65 ký mặc vừa. 50-65 ký mặc vừa, 50-65 ký mặc vừa. Rồi. A254 này. A254 của chị Lê Thu, chúc cho em 3 con trở lên nha. Minh A Tâm Lê hả, sáng mới còn đâu không? Ờ, còn biết. A06 của chị Nguyễn Thị Lan. Lê Thu cho chị em thêm 2 con đủ đơn nha chị ơi. 199 có không ta? Có. 50-65 ký mắc vừa cho em, 50-65 ký mắc vừa. Cho chị em A245, cho chị em A245. Lên cho em A245 sợ gọi là hàng đã đi rồi chị ơi, có ai địa chỉ chưa? Gọi là hàng đã đi rồi. Đợt đại dịch em không có điện đơn lâu đâu các chị. Ok, ngày mai có gì nhân viên gọi điện trước đơn báo cho em với nha. 34 mặc vừa này các chị ơi. Minh Tam Lê, rồi ok này, dồn đơn. Ai điện chưa chị Dương Mạnh Trinh? Tại vì cái đơn hôm qua với lại đơn sáng nay là người Minh Tam chị Lê, kia, chị kia chốt rồi. Này, chị kia chốt mà không biết là có được hay không này. Rồi con này size 38 mặc vừa, size 38, size 34 mặc vừa. Size 34 mặc vừa nha mọi người, su đúc không cộng 34 mặc vừa mút mỏng này. A517 cho em 34 mặc vừa, A517. 34 mặc vừa. A517 cho em 34 mặc vừa. 34 mặc vừa A517 dạ. Chị ơi. Chưa gọi về. Rồi ok chị. Rẻ mà các chị ơi, chốt vài con mà mặc cho nó sướng. Em ôm một đống rồi mặc rồi. Em chị nào 70-75 mặc vừa. Dạ. Cái đó em nói thôi chị, có gì em trừ tiền cho á. Tại vì nhiều khi nó bị cái lên mất mất lỗi em không có để ý được á chị. Em 70-75 là mặc vừa cái chơi. Em là hàng deal nên nhiều khi mình không có để ý đâu. Em 70-75 mặc vừa A275. Em 70-75 mặc vừa A275. A275. A275 tím là cái con nào? Rồi bạn tím của chị Nguyễn Thị Lan. Tím là cái con nào? Làm gì có tím? Làm gì có tím? Tím là con nào chị ơi? Làm nãy giờ có lên tím đâu. 34 mặc vừa cho em mọi người, 34 mặc vừa. Rồi 34 mặc vừa, một con nu 34 mặc vừa. 517. 517. 34 mặc vừa các chị ơi, 34 mặc vừa cho em à. Rồi ok chị Nguyễn Thị Lan. 34 mặc vừa nha mọi người, 34 mặc vừa lên cho em ạ nu này, 34 mặc vừa nu nha. 34 mặc vừa chốt cho em ạ nu này, 34 mặc vừa nu. 34 mặc vừa bạn nu ạ. Bạn nu siêu đẹp luôn. Eo 75-80 mặc vừa các chị ơi. Eo 75. Giờ là xả hàng còn gì là anh xả nói nha các chị ơi. Eo 75-80 mặc vừa. A584. Eo 75-80 mặc vừa A584 này. A517 của A517 em hết rồi chị ơi, cho phạt hết cho em nha. 584. 584. Đó, cái 584. Đây siêu lên phẩm. Cho chị một con siêu phẩm size to này, size 44. Không biết ai mặc size 44. Có chứ. Sao 44 mặc vừa, cho chị mà to chị nào mua về này, mua về tặng này. Rồi, size 44 mặc vừa to, size 44 mặc vừa to chị nào mua về cho mẹ nè. To nha, 44 mặc vừa to. 34 mặc vừa này các chị ơi, 34 mặc vừa 3 phân này. 34 mặc vừa 3 phân các chị ơi, 34 mặc vừa 3 phân này. To Dương Mẫn Trinh. 34 mặc vừa 3 phân A290. 34 mặc vừa 3 phân A290, A290. Cho cho em A290. Áo ngực sáng đi chưa? Gọi là hàng đã đi rồi chị ơi. Không biết là gọi chưa ấy. Nếu mà có ai điện rồi okay, thì vậy chị rồi. Lấy luôn cái con này cho mẹ nè. Trời ơi, size 42 nè. Đây. Size 42 này mua luôn con size này to này đẹp cực kỳ. Mà kiểu nó ít người mặc thôi. Đây. Size 42 mặc vừa, nói chung nó chỉ chênh nhau một chút xíu thôi, với lại cái hàng này nó giãn được mà.
Cái hàng này nó giãn được, nếu mà 44 thì cũng vừa luôn đó chị Dương bọn chị nhá. Tại vì cái size to thường thường nó giãn hơn một chút xíu so với lại cái size mấy cái size kia. Size to nó giãn hơn một chút xíu này. Rồi, con này lên trên mà đỏ trên mà size 42 mặc vừa nhá, đỏ cho em. Size 42 mặc vừa đó, tại vì cái size to thì cũng giờ cũng ít à. Nhỏ nhá. À lộn, em còn đỏ. Rồi con này dành cho eo của chị nào 70 75 mặc vừa. Eo 70 75 mặc vừa xám. Eo 70 75 là mặc vừa xám, cho em ạ. Eo 70 75 mặc vừa xám này. Eo 70 75 mặc vừa xám. Eo chị nào 75 80 là mặc vừa cho em ạ. Eo 75 80 mặc vừa. Eo 75 80 mặc vừa nghe chưa? Eo 75 80 mặc vừa A246 xám của chị Dương Mận Trinh. Eo 75 80 mặc vừa lên cho em A246 cho em ạ. A246. A246 các chị ơi, A246. A246 cho em ạ. A246. 38 mang vừa các chị ơi, 38 mặc vừa này. Rồi sao 38 mặc vừa cho em ạ? 38 mặc vừa 2,5 A01. 38 mặc vừa 2,5 A01. Chị Bảo Bình Nguyên này, 38 này chút đi nha, chút cho đủ đơn đi, chị mới được hai con thôi. Sáng em hết. 38 mặc vừa. 38 mặc vừa 2,5 A01. A01, 38 mặc vừa 2,5 A01. 38 đó chị nào chốt nhanh tay. Size 40 mặc vừa, số lúc không gặp size 40 mặc vừa. Số lúc không gặp size 40 mặc vừa. Vậy hả chị? Cái đó là chị em mặc lên người mà ta. Size 40 mặc vừa A132. Nguyễn Linh là dồn cho, cô dồn cho ở nha, dồn cho Bảo Bình Nguyên nha. Rồi lên cho em A132. 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 132 size 40 mặc vừa. Em dồn chung đơn với bạn Bình Nguyên nha chị Bình Linh ơi. Rồi con này dành cho chị nào 50 từ 60 kg mặc vừa cho em này, 50 từ 60 kg mặc vừa. 50 từ 60 kg mặc vừa. A132 của chị Dương Mận Trinh. A525. 50 từ 60 kg mặc vừa. A525. 50 từ 60 kg mặc vừa. A525. 50 từ 55 kg mặc vừa. 50 từ 55 kg mặc vừa. Tại số đốc nhiều lắm. A512. 50 tới 55 ký mắc vừa, A512. Rồi ok chị ạ. 132 em hết rồi chị ơi. Ok chị. A201 này của chị Bảo Bình Nguyên. Hay là A201 là con áo. Rồi sao bắt tư mặc vừa các chị ơi. A01. A01 đó. A01 hết rồi. A01 đã hết rồi, chị vừa mới chốt. A01 em hết rồi các chị ơi. 34 mặc vừa ok chị Nguyễn Linh. 34 mặc vừa. Ủa chưa đơn chiều cũng gọi hết rồi mà ta. Chị kia cũng gọi hết rồi mà ta. 34 mặc vừa hay là sai số lên lại số đi chị này. 34 mặc vừa. Thôi có gì cần đưa cho. 34 mặc vừa A217. 34 mặc vừa A217 này. 34 mặc vừa A217 các chị ơi. 34 mặc vừa A217. 512 của chị Nguyễn Thị Lan. 217. A217. 34 mặc vừa các chị ơi, 34 mặc vừa cho em ạ. À. Chị mới được có 2 cái là chị Bảo Bình Nguyên ơi, với lại của chị Nguyễn Linh một cái là 3. Có đây như kiểu dạng áo tập cho mọi người, 34 mặc vừa cho em ạ. À. 34 mặc vừa áo tập cho em ạ. À. 34 mặc vừa áo tập nhá. 34 là mặc vừa lên cho em ạ, áo tập này. 217 của chị Minh Tam Lê. Lên cho em ạ, áo tập. 217 của chị Minh Tam Lê. Mọi người cứ chốt cho em từ 3 cái là em đi hết nha. Hết mất rồi, bà ngân hàng này bây giờ mới vô. Áo tập á? Áo tập cho chị ngân hàng. Rồi con này dành cho chị nào eo 83 thôi hả? Lép vậy hả chị? Eo chị nào 85-90 mặc vừa. Eo 85-90 mặc vừa. Eo 85-90 mặc vừa A38. Eo 85-90 mặc vừa A38 cho em ạ. Eo 85-90 mặc vừa A38 này. Sao 34 nhiều quá chị ngân hàng ơi. A38 cho em. Chốt cho em A38. Em lấy một mớ em mặc rồi đó. À, chắc cỡ chưa được 20 cái thì còn cỡ tầm ít thôi. Áo ngực giờ em chỉ còn ít thôi. Chưa gọi á chị Phương Mụ ơi, đầm chữ chiều nay đến sáng mai mới gọi được nha. 34 mặc vừa. Cái chị cứ để ý cái máy của mình đi. Nói chung là ngày mai, cho ngày mai sẽ gọi hết nè. 34 mặc vừa cái trời ơi, 34 mặc vừa. Số đúc không cộng A592. 34 mặc vừa số đúc không cộng 3,5 này. 3,5 nha mọi người. Lên trên mà A592 3,5 A592. A592. Ok. Toàn là bản to không à chị? Toàn bản to không à? Cái này kiểu như là dạng Úc sò này các chị ơi.
À, mấy cái này toàn bản to hết á chị. Bản 4 A 592, 34 mặc vừa A592 của chị ngân hàng. 592 ngân hàng. Còn sót 34 không à? 34 mặc vừa này. Số rút không cộng 34 mặc vừa này, cho trên mã hồng. 34 mặc vừa số rút không cộng lên trên mã hồng. 34 mặc vừa số rút không cộng lên trên mã hồng. 34 mặc vừa số rút không cộng. Chốt trên mã hồng nha. Hồng hồng hồng. Cái này đẹp này, bi này cho bạn ngân hàng này, xinh xinh này. 592 hết rồi nha. 592 của chị Hoa vô lệ cũng mới được một cái, chốt cho em đủ đơn nha. 34 mặc vừa lên trên mã bi. 34 mặc vừa đây các chị ơi, bút mỏng nha. 34 mặc vừa bi. Hồng chị ngân hàng. 34 mặc vừa lên trên mã bi. À, còn mấy cái, còn mấy chục cái sao 34 hết hết đi chị ngân hàng ơi. Mặc thay đổi mùa dịch. Lên trên mã bi, chốt trên mã bi này. Hồng hết rồi. Lên trên mã bi, sao 34 mặc vừa mã bi. Bi rồi. Ngân hàng luôn. Bi ngân hàng luôn này. Ba phần nó bây giờ em chỉ còn sao 34 là nhiều à. Dạ ok ok chị Nguyễn Thị Lan. Eo 70-75 mặc vừa các chị ơi, eo 70-75 mặc vừa chị nha. A532. Eo 70-75 mặc vừa. A532. Đa phần là còn sao 34 là nhiều à. Bạn hơi bị to luôn, bạn xin. Đây bạn to đây. 34 mặc vừa. 34 mặc vừa đây chị ơi, đa phần bây giờ là toàn size của chị không ấy chị ơi. 592 hết rồi. 34 mặc vừa các chị ơi, lên trên mạng sàn mút mỏng, trên mà số lúc không cộng mút mỏng nhá. Lên trên mạng sàn 34 mặc vừa. 592 em hết rồi chị Lê Thu ơi, trước bạn khác cho em nha. Like cho hết áo ngực luôn đi các chị ơi. Rồi lên trên mã gì mã xám. Lên trên mã xám. Rồi like cho hết cái đống này đã còn mấy chục cái thôi. 36 mặc vừa nha mọi người, số rút không cộng lên trên mặt đen. 36 mặc vừa mặt đen. Dạ chị ngân hàng. 36 mặc vừa số rút không cộng lên trên mặt đen. Mặt đen này 36 mặc vừa số rút không cộng lên trên mặt đen. Mặc thay đổi mùa dịch chị ơi. 34 mặc vừa 4 phân, 34 mặc vừa 4 phân này. 34 mặc vừa 4 phân trên mặt 34 mặc vừa 4 phân lên trên mặt A412. 34 mặc vừa 4 phân A412. 34 mặc vừa 4 phân A412. A412. 34 mặc vừa 4 phân lưu trên mặt xanh này. 34 mặc vừa 4 phân chốt trên mặt xanh này. 34 mặc vừa số rút không cộng lên trên mặt xanh. 34 mặc vừa 4 phân chốt trên mặt xanh nha. Xanh kèm luôn số các chị ơi, lên trên mặt xanh nha. Xanh, xanh này. Rồi combo này các chị ơi. Combo gì đây? A412 của chị Ngân Hà nha. 412 Ngân Hà. Chị Minh Tam Lê sau Ngọc Lan sau, xanh của chị Ngân Hà. Rồi. Lên cho chị này. Cái này cái này là cái sao đây? Đó, thiếu cái gì? Nó nối thêm đó. Cái đó là dạng là ngang mặc kiểu dạng ngang này các chỗ, cái này mặc kiểu dạng ngang. Xanh này, xanh hết chưa? Hết rồi. Xanh hết rồi này. Đen là cái con nào? Đen là cái con nào? Rồi, con này kiểu dạng có dây nối luôn, chứ là kiểu dạng mặc chị nào mà hay mặc cúc ngực này. Hay mặc cúc ngực hoặc là áo dây này, cái chị này hốt liền con này cho em. Lên cho em mã cúc nha mọi người, chốt cho em mã cúc nha. Rồi cái này là size bao nhiêu đây, size bao nhiêu đi cái 34 mặc vừa lên cho em mã cúc, 34 mặc vừa cúc cho em nha. Con này có kèm cả dây nới luôn, cho em là dây nới trong và cả dây nới màu luôn nha. Lên cho em mã cúc này, chốt cho em mã cúc nha. Cúc và kèm luôn số cho em mã cúc. Mất dây rồi. Mất dây từ bữa rồi, từ mới cái cắt bao mất dây rồi. Rồi cúp nha mọi người. Đen là cái này. Đen ở ừ, đen của chị Lê Thu. Rồi em còn đen. Như là Hồ Cẩm Thanh làm gì đã có đơn. Đen đây còn đây. Đen của chị Lê Thu nha. Đen Lê Thu. Đen tập làm thi. Cúp hoa vô lệ. Cúp của chị hoa vô lệ. Cúp hoa vô lệ. Rồi đây, đen còn đây, đen còn đây. Đen. Ai có mần đen nữa không? Ai có mần đen nữa không? Bộ đen nào nãy đâu đây chị nè. Ai còn đen nữa không? Ai cần đen nữa không? Tập làm thi một con nha. Đây, đen em còn đây. Hết rồi. Đen của chị Lê Thu. Hồi trưa hả? Hồi trưa em không nhồn. Em nhồn một like cho tí. 34 mặc vừa các chị ơi, 34 mặc vừa. 34 mặc vừa 3 phân. 34 mặc vừa 3 phân này. Rồi 34 mặc vừa 3 phân các chị ơi, 34 mặc vừa 3 phân. 34 mặc vừa 3 phân. A235. 34 mặc vừa 3 phân A235. 34 mặc vừa 3 phân. A235 34 Lê Thu bao được 2 con nha. 34 mặc vừa 3 phân A235. Chị Lê Thu ơi, 2 con giống nhau mà. À không, một con màu xám, một con màu đen, sorry. A235, chốt cho em A235. Hồ Cẩm Thanh chưa chị điện thoại hả? Hồ Cẩm Thanh hồi trưa chưa điện thoại. Chưa điện hồi trưa chưa điện thoại. A235 của chị Ngân Hà. Ủa Hồ Cẩm Thanh làm gì có đơn gì? Trưa nay đâu có đơn đâu, em đâu có nhận đơn qua điện thoại đâu chị ơi. Hồ Cẩm Thanh làm gì có đơn, với lại chưa có ai điện đâu.
Bác này hồi trưa đâu ai điện điện chọn điện chốt hàng đâu, trời ơi chiều mới có nhân viên điện mà. Con gì đứa lay vậy? Con này hôi lắm luôn đi. Rồi sao 34 này, sao 34 mặc vừa lên trên mạ dây này, 34 mặc vừa. Sao 34 mặc vừa lên trên mạ dây, 34 mặc vừa chốt trên mạ dây, 34 mặc vừa chốt trên mạ dây này. 34 mặc vừa 3 phân lên trên mạ dây, 34 mặc vừa 3 phân chốt trên mạ dây, chốt trên mạ dây. Đây. Cái có quần chip vừa lại ý. Quần chip nào? Không không có quần chip, có cái nào đâu. Mạ dây của chị Kiết Tường. Dây. Có quần chip bữa trước thấy có cái quần chip á. Rồi, lên cho chị cam này, 34 mặc vừa này, dây hết rồi. 34 mặc vừa lên trên mặt cam, 34 mặc vừa cam. 34 mặc vừa lên trên mặt cam. 34 là mặc vừa lên trên mặt cam này, 34 mặc vừa. 34 là mặc vừa lên trên mặt cam con này các chị ơi, 34 mặc vừa cam này. 34 mặc vừa cam, chị nào mặc sao 34 thì hốt nha mọi người ơi, hốt nhanh nè. Cam đây em có mấy cái lận này các chị ơi, hốt liền này các chị yêu ơi. Chị nào mà mua về để mặc này. Cam. Chả lẽ mua về để mặc. Không mua về mặc, chả lẽ mua về để lúc. Nhiều lúc mình nói gì mình chả biết. 34 mặc vừa. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi này. Một con bra 34 mặc vừa. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi lên trên mã hồng. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi lên trên mã hồng. Con bra này. Con bra này em còn. Còn cũng còn mấy cái. Cam của chị Ngân Hà một con. Em còn cam nha mọi người. Rồi con này lên trên mã hồng, chốt trên mã hồng nha mọi người. 34 mặc vừa. Mã hồng, ba ra hồng, lên trên mã hồng. Theo này các chị ơi, hốt con theo này đi. 36 mặc vừa này các chị ơi, 36 mặc vừa. Có 34 36 luôn. Em có hai size 34 với lại 36 nữa các chị này. Chị nào lấy con này chốt trên mã theo. Theo 34 với lại theo 36 nha mọi người, con này em có hai size. Theo 34 với lại theo 36 đấy. Theo 34 với lại 36. Múc cỡ tầm 4 phân rưỡi, 4 phân cho em ạ. 34 với lại 36 múc 4 phân nha. 34 mặc vừa. 34 36 mặc vừa 4 phân có hai size nhá. Ok chị Nguyễn Linh. Ok. Rồi cái theo là em có hai size nha mọi người, có size 34 với lại 36. Chị nào lấy comment chốt cho em ạ, theo 34 36 nhá. Rồi lên cho chị một con xanh đen, em nói thật luôn con này mà ra các chị nào mà thích kiểu dạng mà mềm nha mọi người nhá. Một cái này về tập này chị Ngân Hà. Sờ lên đã cực kỳ mềm các chị ơi, có size 34 luôn. Cái này có size 34 với lại 40 luôn. Không, còn mỗi size. À còn mỗi size 34 thôi. Rồi mã hồng Lê Hà. Hồng nào ta? Hồng rồi, ok. Hồng đây, hồng bra. Hồng Lê Hà. Đây, 34 thôi. Bây giờ em chỉ còn con này là 34 này. Thôi. Ok, chị Lê Hà, xanh 34 này của chị Ngân Hà nha. Rồi, bra hồng chị Lê Hà rồi này, xanh 34 theo cho chị Ngân Hà. Em còn xanh 36 ấy. Rồi, bây giờ con này em chỉ còn size 34 thôi. Chị nào lấy con này chốt cho em mã A01 đi. A01 nha mọi người. Đây, các chị nhìn cái phần phía trong cho em nói thật luôn. Không con nào mà mềm mịn bằng con này. À, Nguyễn Thu Hương là chốt cái mã theo là mã theo nào chị ơi? Mã theo nào? À lộn, theo size gì ạ? À? Em chỉ còn là size 36 thôi. Em chỉ còn theo 36 thôi, chị Nguyễn Thu Hương comment cái size cho em với nè. Rồi con này cực kỳ mềm mịn luôn cho em các chị ơi. Đây các chị nhìn này. Đó. Cực kỳ mềm mịn luôn cho em, sờ lên là thấy mềm nhá. A01 chị Ngân Hà một con. A01 chị Ngân Hà rồi, em còn A01, chị nào lấy comment A01 cho em này. A01 thì em có màu đỏ này các chị ơi. A01 thì em có màu đỏ đây. Nhưng mà size to này. A01 em có màu đỏ size to này các chị ơi, size 40 mặc vừa. Em nói thật luôn các chị mà mặc về con này là mê luôn các chị ơi, tại vì chất liệu vải nó cực kỳ mềm mịn luôn trên này. Nó khác mấy cái con kia, con này sờ lên đã nói chung rất là mềm luôn các chị này. 40 mặc vừa. 40 mặc vừa hình như còn đúng duy nhất một con thôi, hai con. 40 mặc vừa lên trên màu đỏ. Bữa trước là về rất là nhiều con này luôn nhưng mà bây giờ hết sạch luôn rồi. Rồi lên trên màu đỏ này, chốt trên màu đỏ nha mọi người. Lên trên màu đỏ size 40 mặc vừa đỏ nhá. 40 là mặc vừa lên trên mặt đỏ ạ, 40 mặc vừa chốt trên mặt đỏ. Em chỉ còn cỡ tầm chục cái thôi, chốt này. 36 rồi, ok Nguyễn Thu Hương chốt đủ đơn luôn cho em chị yêu ơi. Đỏ không có 34, đỏ có 40 à. Đỏ có 40 thôi, cái đó không có 34 đâu. 40 nhiều bữa hút trước về chắc phải cỡ 30 cái, 40 cái gì đó. Mà giờ cũng hết sạch luôn rồi. Rồi, lên cho các chị này. Hốt luôn con này đi chị Nguyễn Thu Hương cho đủ đơn này. Tại vì bây giờ size 36 hết rồi chị ơi. Đỏ mặt trời của bé này. Nãy đó. Chị mặt trời của bé có con nha. Em chốt thêm nha. Bữa trước cũng có một con rồi. Chắc chốt thêm á. Rồi, ok. 36 mặc vừa chốt luôn con này đi chị Nguyễn Thu Hương. Lên trên mặt xanh. 36 mặc vừa lên trên mặt xanh. Tại vì bây giờ em chỉ còn cỡ chục con thôi. Nhưng mà 36 thì không ấy nữa này.
À. Dạ rồi, có gì ngày mai nhân viên nếu có đơn nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn nha chị Hồ Cẩm Thanh ơi, ngày mai nha. Lê chê mã A510 à, lộn, lê chê mã xanh đi, sao chê mã xanh. Xanh 36 mắc vừa, lê chê mã xanh 2 phân ạ, à. Chốt chê mã xanh 2 phân rồi. Lên chê mã xanh, chốt chê mã xanh nha. Xanh 42 là mặc vừa, cái này dành cho bầu này. Không thì chị nào mà mua cho bầu mà đang chị nói chung là chị nào mà cho con bú á, mang cực kỳ thuận tiện, thuận lợi luôn, à, thuận tiện kiểu dạng. Đây, tháo ra được cái chị này. Tháo ra được nha, mang rất là thuận tiện luôn. Size 42 mặc vừa mã bầu, size 42 mặc vừa này. Size 42 mặc vừa. Chốt chê mã bầu, size 42 mặc vừa mức mã bầu. Bầu nha, bầu. Đảo size 40 hả? Tập làm thi như nãy có con rồi đúng không? Đây. Bán tay của tập... chị Nguyễn Thu Hương luôn nha. Đỏ chị tập làm thi một con rồi, hết đỏ luôn rồi, hết đỏ luôn rồi. Trời ơi cái con đỏ đó mà em nói thật luôn, quá là mềm mịn. Tập làm thi. À cái đây ấy hả? Chị ấy kêu đây ấy hả? Phải không? À, không phải. Mã bầu của chị Dương Mận Trinh. Rồi con này có kèm cả combo bầu luôn các chị ơi. Còn nha. Con này combo luôn các chị ơi, combo lên cho em ạ, combo. Kèm mút nha mọi người ơi. Kèm mút cho em nè, dây nới trong cho em các chị ơi, dây nới trong nè. Rồi, dây nới trong nè, kèm luôn cả dây màu cho em. Rồi, đây dây màu luôn các chị ơi, dây màu luôn cho em ạ, hình như là cái dây trong. Mã bầu của chị tập làm thi một con nha. Rồi, đây nguyên cả combo luôn các chị ơi, kèm đầy đủ các dây luôn cho các chị lựa chọn, à, cho các chị mặc nè. Rồi, cái này là size này. Size bao nhiêu đây chả biết. Combo đây. Của chị Ngọc Lan. Đây, size nhỏ. Combo của chị đây, Ngọc bỏ, Lan. Bỏ vô đây, bỏ vô đây khỏi. Rồi, lên cho chị size 34 combo này. Combo hết rồi. Combo hết rồi nha. 34 mặc vừa A63 này, 34 mặc vừa này. 34 mặc vừa mút mỏng A63, 34 mặc vừa mút mỏng A63 này, 34 mặc vừa mút mỏng A63 hình như có combo nu. Con áo size 34 đây đây đây. Rồi em còn combo nu, rồi từ nhé. Rồi A63 cho em mã A63 này, lên cho em mã A63. Đây combo nu nữa các chị này. 34 hay sao này? 34 đây. Cái này 34 luôn các chị ơi, lên cho em mã combo nu. Lên cho em mã combo nu các chị ơi. Kèm luôn cả dây nối trong, dây nối màu cho em là các chị ơi, dây nối trong này, kèm cả mút luôn cho em này. Đây. Kèm luôn cả dây nối trong, dây nối màu trên và dây màu luôn. Cái này không có dây trong này. Combo nu của chị Ngân Hà. Combo nu này size 34 này của chị Ngân Hà. Trời ơi đẹp quá chị ơi. Ở đâu ra mà nguyên combo như vậy, có 29k vậy mọi người. Nu em hết rồi, hai vô lệ mới được có một con, hai con à. Chúc cho em thêm con đi. Cái này nó bị đâu? Kiểu lạ lạ. Size 34 mặc vừa các chị ơi, size 34 mặc vừa. Bình thường các chị mặc size gì chị em đâu biết đâu em. 34 mặc vừa A250, 34 mặc vừa A250. 34 mặc vừa A250, chị coi cái phần áo của chị là chị chọn size gì thì chị mặc size gì thì chị chốt size đó cho em. A250 34 mặc vừa A250, 34 mặc vừa A250. Rồi 34 mặc vừa đây chị Ngân Hà ơi, kiểu dạng dây dây này, 34 mặc vừa nhá. 34 mặc vừa lên trên mã dây con này cho em à. Chị nào mặc đi đâu ta, đi biển này. Ba tư mặc vừa dây này. Việt Hà Trần cũng mới được một cái sản phẩm này. Ba tư mặc vừa này. A250 của chị Ngân Hà. Ba tư mặc vừa này, ba tư mặc vừa lên trên mạng dây. Mua về để dành. Hai vô lệ mới được hai cái thôi chị ơi. Đi biển này, mua về để dành mặc đi biển các chị ơi. Rồi ba tư mặc vừa dây, ba tư mặc vừa dây, ba tư mặc vừa dây. Ba tư mặc vừa đỏ này. Dây của chị Ngân Hà. Trời ơi đẹp quá. Ba tư mặc vừa. Chồng lắm. 34 mặc vừa lên cho em đỏ. 34 là mặc vừa đỏ. 34 là mặc vừa đỏ cho em. 34 là mặc vừa đỏ. 34 là mặc vừa đỏ. Rồi 34 luôn này. 34 là mặc vừa 3 phân. À 34 là mặc vừa 2 phân rưỡi nu. 34 là mặc vừa 2 phân rưỡi nu. 34 là mặc vừa 2 phân rưỡi nu này. 34 là mặc vừa 2 phân rưỡi cho trên mặt nu. 34 là cái đỏ này đẹp quá thật ta. 2 phân rưỡi. 34 là mặc vừa 2 phân rưỡi nu. 34 là mặc vừa 2 phân rưỡi cho trên mặt nu. 34 là mặc vừa 2 phân rưỡi nu. Ok. Rồi ok chị Ngân Hà. Nu. Trời ơi cái A63 không chị nào chốt à. Ờ bút của mẹ đâu. 250 còn không ta. 34 mặc vừa A410. 250 em hết rồi chị ơi. 34 mặc vừa A410. Em hết rồi chị Lương Thảo ơi. 34 mặc vừa A410. 34 mặc vừa A410 này. 34 mặc vừa A410.
34 mặc vừa A4 một form này các chị ơi. 34 mặc vừa. 34 mặc vừa A4 một form. 34 mặc vừa A4 một form này. 34 mặc vừa A4 một form. Rồi. Lên cho chị một con size 34 này. 34 mặc vừa 4 phân cho em này. 34 mặc vừa 4 phân, màu này là màu bơ cho em ạ. 34 mặc vừa 4 phân chốt cho em ạ, bơ. 34 mặc vừa 4 phân ạ, bơ. 34 mặc vừa 4 phân chốt cho em ạ, bơ. 34 mặc vừa 4 phân, bơ này. 34 mặc vừa 4 phân ạ, bơ. Mà bơ. Còn mấy cái giống nhau à. Rồi tiếp tục xả quần các chị ơi. 34 mặc vừa các chị ơi, lên cho em ạ, xanh này. 34 mặc vừa lên trên mặt xanh. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi cho trên mặt xanh. 34 mặc vừa 2 phân rưỡi xanh cho trên mặt xanh. Tiếp tục xả quần các chị ơi. Hết áo ngực rồi. Rồi 55 65 ký mặc vừa trên này. 55 tới 65 ký mặc vừa các chị ơi. 55 65 ký mặc vừa A555. 55 65 ký mặc vừa A555 cho trên A555. 55 65 ký mặc vừa A555. A555 555. Rồi cái này size nhỏ trên này các chị ơi, dành cho eo của chị nào khoảng tầm không, chị nào khoảng tầm 40 tới 48 ký mắc vừa thôi. Rồi 40 48 ký mắc vừa, size nhỏ cho em 40 48 ký mắc vừa. 40 tới 48 ký là mắc vừa A510. 40 48 ký là mắc vừa A510. 40 48 ký mắc vừa A510. 40 48 ký là mắc vừa A510 các chị ơi, A510. 40 48 ký là mắc vừa A510. Đó, con này size to cho em này các chị này. Eo 90 95 mặc vừa cho em ạ. Eo 90 95 mặc vừa. Chốt cho em ạ to. Eo 90 95 mặc vừa. Chốt cho em ạ to. Eo 90 95 mặc vừa. Chốt cho em ạ to. Hết hết rồi chị ơi. Lên cho em ạ to. Chốt cho em ạ to. To kèm điện thoại cho em các chị ơi, lên cho em ạ to. Cho eo của chị nào cỡ tầm 90 này. Eo chị nào 95 100 mặc vừa. Eo 95 100 mặc vừa các chị ơi, eo 95 100 mặc vừa A109. Eo 95 100 mặc vừa A109. A109. Eo 95 100 mặc vừa A109. A109. Chốt xin em A109. 510 Nguyễn Thị Lan. 510 Nguyễn Thị Lan. Rồi eo chị nào của tầm 90 95 mặc vừa. Eo 90 95 mặc vừa. A541. 90 95 mặc vừa. A541. Eo 90 95 mặc vừa. A541 nhé. Eo chị nào của tầm 90 95 luôn cho em ạ. Eo 90 95 mặc vừa. A122. Eo 90 95 mặc vừa A122. Eo 90 95 mặc vừa A122. Chốt cho em A122. Eo 90 95 mặc vừa A122. A122. Rồi con này chị nào 60 65 kg là mang vừa cho em ạ. 60 65 kg mặc vừa caro. 60 65 kg mặc vừa caro. Caro nhé. Caro nhá các chị ơi, chốt cho em ạ caro. Rồi con này dành cho chị nào của tầm 55 tới 65 kg mặc vừa. 55 65 kg mặc vừa xanh. 55 65 kg mang vừa xanh. 55 65 kg mang vừa xanh. 55 65 ký mặc vừa xanh. 55 65 ký mặc vừa xanh nhá, xanh. Eo của chị nào cỡ tầm 75 80 mặc vừa. Eo 75 80 mặc vừa các chị ơi. Eo 75 80 mặc vừa A118. Eo 75 80 mặc vừa A118 cho em ạ. Eo 75 80 mặc vừa A118. Eo 75 80 mặc vừa A118 các chị ơi, A118. A118. Eo của chị nào cỡ tầm 75 80 mặc vừa luôn các chị ơi. Eo 75 80 mặc vừa. Hai là chị Ngân Hà ơi, bây giờ còn là ít quần tăng. A526. Lên cho em A526, lên cho em A526. Chốt cho em A526. 526. 55 60 ký mặc vừa cho em ạ. 55 60 ký mặc vừa. Áo ngực em hết rồi chị ơi. 55 60 ký mặc vừa. 55 60 ký mặc vừa A144. 55 60 ký mặc vừa A144 cho em ạ. 55 60 ký mặc vừa. Chốt cho em A144. 55 60 ký mặc vừa A144 cho em. A144. Lên cho chị một con rêu. Eo của chị nào cỡ tầm 80. Eo chị nào cỡ tầm này 75 80 mặc vừa, lên cho em ạ rêu. Eo 75 80 mặc vừa rêu. Eo 75 80 mặc vừa rêu.
60-70 kg là mặc vừa, cho chị em áo đỏ size to mặc vừa. 60-70 kg là mặc vừa đỏ. 60-70 kg là mặc vừa, cho chị em áo đỏ. 60-70 kg là mặc vừa, cho chị em áo đỏ nha. Rồi cái này dành cho chị nào tầm 45-50 kg mặc vừa. Rồi 45-50 kg mặc vừa 526 Nguyễn Thị Lan. Rồi dành cho chị nào tầm 45-50 kg mặc vừa, 45-50 kg mặc vừa A561 cho em ạ. 45-50 kg mặc vừa A561 cái chị ơi, 45-50 kg mặc vừa A561. 561 cho em ạ, 561 nha. Chốt cho em ạ 561. 50-55 kg mặc vừa các chị ơi, 50-55 kg mặc vừa A142. 50-55 kg mặc vừa A142. 50-55 kg mặc vừa A142. Chốt cho em A142. E75-80 mặc vừa các chị ơi, E75-80 mặc vừa. Chốt cho em A424. E75-80 mặc vừa A424 cho em ạ. E75-80 mặc vừa A424 cho em ạ. Chốt cho em A424 các chị ơi, A424. A424. Rồi con này size bé cho em này. 45-50 kg mặc vừa, 45-50 kg mặc vừa. 45-50 kg mặc vừa A505. 45-50 kg mặc vừa A505, A505. 561 chị Lương Thảo, 561 Lương Thảo. Rồi A505 con này 45-50 kg mặc vừa A505. Rồi lên cho em ạ A505, 45-50 kg mặc vừa 505. Rồi size cực kỳ to. 60-70 kg mặc vừa cho em ạ. 60-70 kg mặc vừa. 60-70 kg mặc vừa các chị ơi. A62. 60-70 kg mặc vừa cho chị em ạ A62. 60-70 kg là mặc vừa cho chị em ạ A62. A62. 424 Nguyễn Thị Lan Lào Cai, 424 Nguyễn Thị Lan. 424 Nguyễn Thị Lan. Rồi lên cho chị quần. Lên cho chị quần ống rộng này các chị ơi, quần ống rộng này. Dành cho chị nào từ 55 60 kg mặc vừa cho em các chị ơi, 55 60 kg mặc vừa. 55 60 kg mặc vừa. A134, 55 60 kg mặc vừa A134. 55 60 kg mặc vừa A134. 55 60 kg mặc vừa A134. Dành cho chị nào cỡ tầm 50 tới 55 kg mặc vừa, 50 tới 55 kg mặc vừa. 50 55 kg mặc vừa A220. 50-55 kg mặc vừa A220. 50-55 kg mặc vừa A220. A220. 45-55 kg mặc vừa. À lộ không, cái là 45-50 kg mặc vừa sọc. 45-50 kg mặc vừa sọc. 45-50 kg là mặc vừa sọc cho em các chị ơi. 45-50 kg mặc vừa sọc nha. Sọc. Rồi con này dành cho chị nào eo chị nào cỡ tầm 70-75 mặc vừa. E70-75 là mặc vừa các chị ơi. E70-75 mặc vừa A213. E70-75 mặc vừa A213. A213 con mình đúng mã nha mọi người. A213. Chốt cho em A213. A213. Ảnh đẹp hả? Tại như tại cái gì á, nó in luôn mà trên nó in áo dài luôn mà. Cái app gì á? Nó tải cái app gì mà. Tải lại trực tiếp vào đẹp kìa. Nó tải cái app gì á? 134 Nguyễn Thị Lan Lào Cai, 134 Nguyễn Thị Lan Lào Cai. Bán bao nhiêu vậy? Và ánh. Nhiều người mua vậy. Rồi, 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mặt bi. 45 tới 50 kg mặc vừa bi. Sọc cẩm trang tôn, sọc cẩm trang tôn. Sọc cẩm trang tôn. Rồi các này lên trên mặt bi, 45-50 kg mặc vừa bi. 45-50 kg mặc vừa bi. 45-50 kg mặc vừa nó tải nhá. Gì ta? Bi. 40-48 kg mặc vừa các chị ơi, 40-48 kg mặc vừa. Nhìn sáng hả? Là rõ. 40-48 kg mặc vừa A400. 40-48 kg mặc vừa A400. 40-48 kg mặc vừa A400. Chốt cho em A400. Eo của chị nào cỡ tầm 80-85 mặc vừa. 213 chị Hoàng Giang Thị. 213 Hoàng Giang Thị này. Eo chị nào 80-85 mặc vừa. Eo 80-85 mặc vừa xám cho em ạ. Eo 80-85 mặc vừa lên trên mặt xám. Chốt trên mặt xám. Lên trên mặt xám.
3 là cái nào ta? Mã bia của chị Cẩm Trang Tôn. 213 là cái nào ta? 134 em chốt rồi, em chốt rồi. 213 mà. Rồi 213. Cái kia thử em chốt. Rồi. 213 của chị Hoa Nguyễn. Eo chị nào 80 85 mà 213 Hoa Giang Nguyễn nha. Ai điện cho chị Hiền Nguyễn rồi, điện hàng đi à, hàng đã đi rồi. 8. 8. Chứ còn mà gọi lúc nào hôm nào là đi hôm đó luôn các chị ơi. Chốt cho em ạ, Hoa. 45 4555 ký mắc vừa hoa. 4555 ký mắc vừa hoa này. 4555 ký mắc vừa hoa các chị ơi, chốt cho em ạ Hoa. 4555 ký mắc vừa hoa. Rồi cái này size to này các chị ơi, cái này size to này. Size to mặc vừa các chị ơi, size to mặc vừa. Em chị nào 90 95 mặc vừa to, em 90 95 mặc vừa to. To. Ống rộng dập ly này các chị ơi. Dành cho chị nào 40 55 ký mặc vừa dập ly, 40 55 ký mặc vừa dập ly. Đấy, sót lại mới ống rộng. Rồi, đây. 45 55 ký mặc vừa sọc. Sọc kiểu dạng ống rộng của chị Lương Thảo. Thì bi đó là của chị Cẩm Trang Tôn mà. Sọc bi đó em cho chị Cẩm Trang Tôn mà nha. Em chị nào 70 75 mặc vừa. Em 70 75 mặc vừa nha. A430. Em 70 75 mặc vừa A430. Em 70 75 mặc vừa. Chốt cho em A430. Thì mở ra là còn ống rộng đó. Rồi đây. Hoa này thì tầm 55 ký. Đẹp. 4555 ký chị ơi. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50 tới 55 ký mặc vừa. Rút cho em. Rút này. Chốt cho em ạ. Rút nghe mọi người nha. Rút. 4555 ký mặc vừa các chị ơi, 4555 ký mặc vừa. A120. 4555 ký mặc vừa A120, 4555 ký mặc vừa A120. Chốt cho em A120. Dập ly của chị dập ly là nào? Dạ, Nguyễn Thị Lan. Dạ dạ. Rồi, mã hoa tập làm thi. Hoa chị tập làm thi. Rồi, em chị nào 80 85 mặc vừa này. A502. A502 các chị ơi, A502 này. A502. A120 của chị Mặt Trời của bé. Lên cho chị xanh này, xanh và lưng cao nha. Rồi cái này dành cho chị nào tầm 45 tới 52 ký mặc vừa xanh, 45 52 ký mặc vừa xanh. 4552 ký mặc vừa xanh nha các chị ơi. 4552 ký mặc vừa xanh. 50 tới 60 ký làm em vừa các chị ơi. 120 em hết rồi chị ơi. A không A60. 50 60 ký mặc vừa A60, 50 60 ký mặc vừa A60. 50 60 ký là mặc vừa. Chốt cho em A60. A60 cho em A60. A60. E70-75 mặc vừa các chị ơi, E70-75 mặc vừa. Lên cho em A54, E70-75 mặc vừa A54. E70-75 mặc vừa, chốt cho em A54. E70-75 mặc vừa, A54. Rồi lên cho em thể thao, 50-55 ký mặc vừa thể thao. 50-55 ký mặc vừa là thể thao. Lên cho em Von. E chị nào cỡ tầm 70-75 mặc vừa A60 Nguyễn Thị Lan. Eo chị nào 75, eo chị nào 70 75 mặc vừa. Von. Eo 70 75 mặc vừa von. Von. Eo 70 75 mặc vừa von. 50 55 ký mặc vừa 137. 50 tới 55 ký mặc vừa 137. 50 55 ký mặc vừa A137. 50 55 ký mặc vừa A137. Chốt cho em A137. A137. 45 tới 55 ký mặc vừa, lên cho em bạn nâu. 4555 ký mắc vừa nâu nha. 4555 ký mắc vừa nâu. Chốt cho em ạ nâu. 40 tới 55 ký mắc vừa lên cho em ạ hồng. Mã hồng. Chốt cho em ạ hồng nha. Rồi 45 tới 55 ký là mắc vừa. 45 tới 55 ký là mắc vừa này. 4555 ký mắc vừa A205. 4555 ký là mắc vừa A205. Chốt cho em A205. 205 các chị ơi, A205. Rồi lên cho em mã xám các chị ơi, 40 tới 50 ký mặc vừa xám. 40 50 ký là mặc vừa xám cho em. 40 50 ký là mặc vừa xám. Xám.
Eo của chị nào 70-75 là mặc vừa. Rồi eo 70-75 là mặc vừa nha. Eo 70-75 là mặc vừa. A533. Eo 70-75 mặc vừa. A533. Chị lấy cái kia cho em. A533. Chốt cho em A533. 533. Xám Việt Hà Trần. Xám Việt Hà Trần. Vì Hà Trần mới được hai cái quần thôi. 205 của chị Nguyễn Thị Lan. Giày eo chị nào 100 đổ lại này, lên trên mặt tím nha mọi người. Eo 100 đổ lại mặc vừa, lên trên mặt tím. Eo 100 đổ lại mặc vừa, tím cho em. Eo 100 đổ lại mặc vừa, tím. Tím nhá. Size to này các chị ơi, size to này. Em 100 đổ lại mặc vừa các chị ơi. Cái này nó bị lỗi rồi. Rồi kiểu phong mấy kia cho em này. Tầm 50-55kg mặc vừa các chị ơi. 50-55kg mặc vừa. A549. Em hết rồi chị ơi. 50-55kg mặc vừa A549. 50-55kg mặc vừa A549. 549. Em chỉ là 85-90 mặc vừa. Eo 85-90 mặc vừa A512. Eo 85-90 mặc vừa A512. Eo 85-90 mặc vừa A512. A512. Rồi 40 này. 45-50kg mặc vừa các chị ơi. 45-50kg mặc vừa A132. 45-50kg mặc vừa A132. 45-50kg mặc vừa A132. Chốt cho em A132. Ký mắc vừa này các chị ơi, 60-65kg mắc vừa size to này. 60-65kg mắc vừa A507. 60-65kg là mắc vừa A507 cho em ạ. 60-65kg mắc vừa A507. A507. Rồi 32 Nguyễn Thị Lan. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm này. 60-65kg mắc vừa lên trên mặt nu, 60-65kg mắc vừa nu. 60-65kg là mắc vừa nu, size to nhiều các chị ơi. 60-65kg mặc vừa nu nhé. Nu. Rồi con này dành cho eo của chị nào đây. Cái này nó bị lỗ rồi nha. Lên cho chị một con màu xám nữa này các chị ơi. Eo chị nào 75-80 mặc vừa. Eo 75-80 mặc vừa các chị ơi. Eo 75-80 mặc vừa. Chốt cho em A558. Eo 75-80 mặc vừa A558. Eo 75-80 mặc vừa A558. 558. Chuỗi ở chuối. Chuỗi ở chuối. Rồi con này 50-55kg mặc vừa trắng cho em ạ. 50-55kg mặc vừa trắng cho em ạ. 50-55kg mặc vừa trắng. 50-55kg là mặc vừa trắng nha các chị ơi. 50-55kg là mặc vừa trắng nha mấy chế ơi. 50-55kg mặc vừa trắng. Trắng cho em. Rồi cái này đẹp này các chế ơi. Cái này đẹp này, lưng cao nữa hả. 45-50kg mặc vừa lưng cao. 45-50kg mặc vừa lưng cao. 45-50kg mặc vừa lưng cao. Cho chế em ăn lưng cao. Rồi cái này 45-50kg mặc vừa luôn các chế ơi. 45-50kg mặc vừa. 45-50kg mặc vừa A199. 45-50kg mặc vừa A199 cho em ạ. 45-50kg mặc vừa A199 cho em ạ. A199. Chị nào mà có đơn thì chốt đủ đơn cho em nha các chị ơi. A199 cho em ạ. A199. Năm mươi tới năm mươi lăm ký mặc vừa kiểu cho em ạ. 50-55kg là mặc vừa kiểu nhá. 50-55kg là mặc vừa kiểu. Kiểu 50-55kg là mặc vừa kiểu này.
Rồi chị nào từ 50 tới 55kg là mặc vừa cho em à. Rồi 50-55kg mặc vừa, không có quần nam đâu chị ơi. A02. 50 tới 55kg là mặc vừa A02. 50 tới 55kg mặc vừa A02. Chốt cho em à A02. 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 Rồi 40 tới 55 kg mặc vừa các chị ơi, 40 tới 55 kg mặc vừa. Rồi 40 tới 55 kg mặc vừa. 40 tới 55 kg mặc vừa. 40 tới 55 kg mặc vừa. A501. 40 55 kg mặc vừa A501 cho em ạ. 40 tới 55 kg mặc vừa. A501 các chị ơi.